công nhận á, nhờ mấy người khách bên Hermes Style của chú Hai á, khách ở quán mình đọc hẳn luôn. Kiểu này á, là mình phải xây thêm lên lầu, rồi mình thêm phòng máy lạnh vô, vậy mới phục vụ khách được trọn vẹn chứ. Ôi trời, đã quá. Ruột không? Ruột ơi, uống cà phê hả? Đợi tao chút, tao tính soạn chút đã. Tao quên bây giờ. Gì vậy? Ngưng lại đi, có chuyện quan trọng nè. Gì vậy? Mày đặt bao thơ, mày làm tao tưởng mày mời thiệp đám cưới chứ. Trời ơi, bây giờ á, mình làm cái gì cũng phải đàng hoàng, lịch sự. Với lại á, tránh bị dòm ngó nữa cô. Ừ. Cô điếm lại đi. Thôi khỏi đi, tao tin mày mà. Ba Lít giờ uy tín lắm cô. Vậy mới được chứ. Mình á, nói chuyện hay mình làm ăn á, thì uy tín vậy á, thì mai mốt á, mày có mượn nữa, tao cũng cho liền. Ha. Ủa, lạ gì ta? Như con nè, không, con than cực than khổ, con cài thấy không, con ốm nhơ mắm nhách à. Còn cô than cực than khổ gì mà cô tròn vo vậy? Thì tại vì tao mắc da mắc thịt, rồi tao vô tư, tao tốt bụng, tao không có ý hại ai cho nên tao mới vậy á. Với uống ba cái cà phê sữa ế của khách để lại rồi ha, rồi nó... Thôi này, sáng ra móc họng tao hoài à. Vẫn chơi xíu làm gì mà căng dữ vậy trời. Căng gì căng? Nói chơi gì được thì nói. Chứ tao ghét cái từ á hả? Sổ sữa hay là ế lắm á. Vậy thôi, con về. Ê ê ê, ủa chưa uống cà phê gì gì rồi là sao? Để chưa đi con hoành lại. Bây giờ con còn có hẹn với một số người con trả nợ nữa. Trời ơi, cho ai nữa vậy? Chú Tư ếch. Chú Ba Đời. Con the, Út 10, Út 15, Út 16. Thôi, Tao xin mày, mày đừng có nói nữa, tao chóng mặt say sẩm. Mày đi về đi, đi trả nợ đi, đi. Mệt quá. Ôi, anh ruột. Anh ruột. Bye bye. Mày gán cười đi, tao không bỏ qua vụ này đâu. Cho ly cà phê bà Hồng. Đợi chút, có liền. Làm gì điếm hoài chú ba? Ủa sao chú điếm tới điếm lui hoài, chỉ có 6 tờ vậy con? Thì chú ba bán tôm con nhiêu là con trả nhiêu thôi. Có 5 tờ cứng như tờ mềm vậy thôi hả? Dạ. Ê, sao rớt giá quá vậy con? Thì sáng con đi á, vừa báo giá nhiêu là con mua chú nhiêu à. Nguyên cái xẻo lá này á, chỉ còn có mình anh Bay Thu mua tôm à. Dạ. Có khi nào... Cái này á, chú ba nói chơi thôi nha. Nếu không phải bỏ qua cho chú ba nha. Dạ. Có khi nào bé ép giá bà con không? Trời, chú ba nói vậy là tổn thương con đó. Ừ? Chú ba nói vậy là tổn thương con hả? Dạ. Nó tổn thương tới bây bằng tổn thất tài sản tao không? Thì thiệt tình á, là dựa báo nhiêu là con mua vậy à. Con cũng mua giá cao để cho bà con mình phấn khởi chứ bộ. Thì chú ba nói rồi, chú ba giỡn. Phản quả thì thôi, làm gì khóc. Con mà mua giá cao quá, con không có lời, con lỗ sặc máu rồi sao? Cái gì? Bây giờ sặc máu hả? Mỗi lần mà tôm tuột giá là tao tuột máu á. Tuột canxi, tuột huyết áp, tuột bùa tuột bùng luôn đó. Dạ, em nghe anh Tâm ơi. Ba Lít, mỗi mang bao nhiêu lâu nay? Mày làm mặt như vậy coi được hả? Dạ, em làm gì anh? Thì mày bơm đâu câu vô tôm rồi đem bán cho tao chứ gì mà còn hỏi. Trời đất ơi, em mua tôm sao à? Em giao cho anh vậy à? Em đâu có làm đâu anh. Thôi mày đừng có chối, như là mang như mày á thì mấy mốt ai dám làm nữa. Kiếm người khác mà bán đi nha. Alo, anh Tâm ơi, anh. Ủa, tình hình sao căng thẳng quá con, ai tắt máy ngang vậy? Ông Tâm chủ dựa, ông nói con bơm ra câu vô tôm. Bơm ra câu vô tôm? Chú ba biết là con không làm chuyện này. Dạ. Vì cái nguồn
tôm mà con mua mà ông Tâm muốn nói đó là con mua từ đâu, con nhớ không? Cắn tôm cô đi. À, ủa, mà như con thấy cô lạ lắm, ở Xẻo Lá con chưa gặp cô. Cô trên xóm trên á, thấy con đi vòng vòng hoài hà, người ta giới thiệu rồi, con tôm đi, tôm ngon lắm. Trời ơi, con giờ nổi tiếng gì luôn hả? Đợi con lát, lấy đồ nghề. Rồi, đi đi, tôm ngon lắm. Coi, này, coi thử cái tôm mới mới làm sao đây. Con mập ú luôn. Trời ơi, muối nước đá cho là tốt nè. Ok, rồi, cái của con nửa ký nha cô. Rồi, lấy hết luôn đi. Dạ. Này, tôm này là mới bắt luôn nè. Nó còn nhảy nữa à. Trời ơi, này nó nhảy đâu, nhảy vô đây nè. Để lấy cho hết nè. Rồi, 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 được rồi, mấy con nó xúc đầu rồi. 2 ký. Rồi. Con trừ bị ra cái này là nửa ký, là còn cái đường rưỡi nha. Còn 1 ký rưỡi. Đây. Người ta con cần 101, nhưng mà cô á là lấy làm quen 102 luôn. Rồi. 102 ký rưỡi là 108. 108. Ừ. 102 với 60. À rồi rồi, đủ đủ đủ. Rồi, cô điểm lại đây. Đủ rồi. Rồi mai mốt có tao kêu mày nữa nha không? Dạ dạ. Nhớ không? Rồi. Dạ. Trời ơi. Từ bên Xẻo Lát mà ghin tôm qua tới đây bán cho mình. Bà lít này công nhận. Bây giờ nổi tiếng dữ vậy ta? Rồi, giờ mày bị gài bị chơi rồi. Trời ơi, thiệt tình á, thấy người lạ mua chi rồi giờ. Thương trường mà sao mày biết được? Bà thấy mày độc quyền ở đây nè, bà hại mày, bà làm mất uy tín. Đó, thấy chưa, thương trường là chiến trường, cái gì có lợi là người ta xử thôi. Trời ơi, sao mà con ngu dữ vậy chú bà? Đó, mua tôm bà mua giá cao luôn rồi hả? Khen tôm bà ú bà đẹp nữa. Ừ. Bà ú hay là tôm ú? Tôm. Rút kinh nghiệm nha, người lạ là phải đàng hoàng tử tế như chưa? Bài học lớn đó nha. Trời ơi trời, sao bọn con ngu dữ vậy, không biết giờ sao nữa nè. Sao là sao thì đừng mua người lạ nó thôi chứ gì đâu. Cái đó con biết rồi, nhưng mà bây giờ ông Tâm chủ vựa á, ổng không có gom tôm của con nữa. Trời, giờ sao chú ba? Cái gì đâu sao, thì không bán cho ổng thì bán cho người khác, vựa khác. Không có được, cái vựa này là giá cao lắm. Con là con bán là nhờ lời, là nhờ cái vựa này. Ồ, giá cao mà bị trả tao vậy đó hả? Trời ơi, vựa giá thấp chắc chết luôn ha. Không, giá cao là theo cái thời giá từng ngày nó sụt lên sụt xuống thôi. À dạ, chứ không phải là ổng mua con cao và con mua chú ba thấp đâu. À, tức là ổng mua cao nhất xứ này, bây giờ không thua mua bay nữa, mà bây gặp cái vựa khác mà thấp nữa là coi như tụi tao ăn cám luôn phong. Thì đó, chính xác luôn á. Cái này năng giải dữ ha. Giờ không biết sao, không lẽ bỏ nghề luôn trời. Không, nhất nghề tinh nhất thân vinh, không nên bỏ. Bây giờ chú ba nó chơi cái này đừng giận nha. Hả? Nãy nó chơi, giờ nó chơi nữa. Đang lúc dầu xe lửa bỏng, không có nó chơi được đâu chú ba nó ơi. Nó chơi đâu có nhiều cái nó chơi. Bây giờ vựa không thu mua tôm mình nữa, mình đứng ra mình làm chủ vựa luôn. Ui đâu mày? Dạ bác hai đang làm gì bác hai? Thì đang sửa ba cây kiểng rồi nhổ cỏ rồi gì chứ làm gì? Không ấy bác hai nghỉ tay nói chuyện với con lát hay bác hai? Chuyện gì thì mày nói đi tao nghe, mất gì phải nghỉ. Tại chuyện này quan trọng lắm. Chuyện gì? Dạ, con nhờ bác hai gọi điện thoại nói với tía con là con muốn mở vựa tôm. Ủa, tính làm ăn lớn nhiều tiền lắm sao phải thông qua tía mày? Dạ cần, tại bây giờ là mở vựa là cần nhiều tiền lắm. Con muốn bác hai điện nói tía con để tía con tài trợ cho con. Vậy thôi mày điện thoại mày nói chuyện trực tiếp với tía mày đi, bắt gì thông qua tao chi nữa. Tại mỗi lần con điện á là tía con chửi con không à. Hình như là con không có uy tín hay gì á. Bác hai có uy tín, bác hai giúp con đi. Phải rồi, mày chửi vậy con chưa vừa, nó chưa nên thân nữa. Mà mày mới làm ăn chụp chững, mới được chút đỉnh. Muốn làm cái gì thì cũng từ từ đi, phải không? Chừng nào nó cứng nghề đi, rồi mình nó làm cái chuyện lớn. Dục tóc bất đạt cái mày. Không có được bác hai ơi. Mình làm ăn á là phải làm ngay lập tức.
chứ không có chờ đợi được. Bác Hai giúp con đi bác Hai. Người sinh con ra là cha mẹ, người tái tạo đời con là bác Hai. Bác Hai giúp câu, con. Câu này quen quá, câu này nghe riết rồi nó muốn ghiền luôn rồi. Nói câu khác đi. Bác Hai giúp con đi bác Hai. Bác Hai mà không giúp con dọn đồ con ở với bác Hai luôn á. Tao lại mày ba lít. Làm ơn làm phước mày đừng có theo tao mày ám tao hoài tội nghiệp tao đó. Vậy bác Hai giúp con đi. Ừ, để từ từ tao điện cho. Bác Hai chịu giúp hả? Dạ dạ, cảm ơn bác Hai. Về đi. Dạ. Cảm ơn bác Hai. Đụng nó đâu là hư tới đó, đụng nó đâu là hư tới đó. Nhớ giúp con nghe. Biết rồi, đi đi. Hít hoài. Mừng hết sức. Alo. Alo. Bà đang đâu vậy? Tôi qua tôi lấy tiền nghe. Tiền gì? Giận hoài. Tiền tôm hồi sáng tôi kêu bà bán cho ông ba lít đó. À, tiền đó đó hả? Hết rồi mày ơi. Hả? Thôi nghe. Tiền của tôi à. Sáng tao bán rồi gặp chủ nợ lụng túi lấy hết trơn rồi. Trời 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 trời. Thôi bớt giỡn nha. Bây giờ tôi qua nhà bà tôi lấy tiền đó. Thôi mày khỏi qua. Chủ nợ nó dí quá tao cũng đi trốn rồi. Tiền mày mai mốt tao làm tao có tao trả. Vậy thôi nha. Trời 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 trời. Mình tính nhầm cái bài giang hồ rồi trời. Tiền của mình. Chỉ còn một chút ngu kế là xong. Kỳ này trả được thù, tao cho mày mất uy tín luôn. Tụi bay hả? Bay đặt thông đồng lật tẩy tao hả? Ba lít ơi, ba lít. Thằng đực này là có chết cũng lôi mày theo. Đúng là của thiên trả địa. Hai người rồi bây giờ hai mình. Sao lần nào Tía cũng khinh thường con hết trơn vậy? Tía không tin tưởng con. Không lẽ Tía không muốn cho con Tía làm chủ hay sao? Được rồi, Tía không giúp con cũng tìm cách khác. Sao sao? Kìa kìa, chú Chính gọi kìa. Sao nghe? Nghe chửi nữa. Bộ chú Chính không cho hả? Không cho còn chửi một trận nữa kìa. Nói cái gì tao chưa học bò đã lo học chạy. Dục tóc bốc dục. Dục tóc bất đạt. Nói cũng nói sai nữa. Thì đại loại vậy đó. Mà nhiều khi chú Chính lo cũng đúng. Tại sợ mày làm rồi hư bột hư đường, không nên thân nên hình gì hết thì chú Chính cản. Cái gì? Làm ăn mà mày phải gan chứ, có gan mới làm giàu. Thì cũng đúng. Nhưng mà giờ chú Chính không cho rồi mày tính làm sao? Tao sẽ... Sẽ sao? Ê dạ. Mượn tiền. Buông ra. Mượn tiền làm thấy ghê. Nói được rồi còn gờ gờ vô nữa. Thì cũng phải thành khẩn như vậy mày mới cho chứ. Tiền. Ôi, nấu sớm thì tao cho tiền mượn nè. Cầm 120 ngàn lấy vốn mà ăn cả gia tài sản của tao luôn á. Cả gia tài sản của mày luôn hả? Ừ, lấy đi. Cảm ơn mày nha. Cảm ơn mày. Công ơn của mày lớn quá tao không dám nhận. Cầm đi đừng có ngại, tao không có lấy lời để lớn gì đâu. Cầm đi. Thôi 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 thôi, nhiều quá không dám nhận. Cảm ơn. Vậy cảm ơn mày đỡ hao. Gì vậy? Ruột hồng. Ê, cái chừng bẫy lấy tao. Ruột hồng. Hôm bữa con trả tiền cà phê cho ruột á. Nhớ không? Nhớ. Đâu có đòi nữa đâu. Hôm nay con cần tiền làm ăn. Ruột cho con mượn lại nha. Đội ơn, đội ơn. Xui rồi. Bữa nay mày đi mượn tiền mà không coi ngày hả? Tao mới gom tiền, tao trả tiền hàng hết rồi.
rồi luôn. Tăng 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 tăng. Tôi coi giùm xe ông Bảy coi nó bị gì mà tới đây nó bỏ đây rồi nó đi đâu mất tiêu vậy Tèo. Chú Hai yên tâm đi, con kiểm tra chút xíu là ra liền à. Ủa Tèo không gặp mày có gặp ba Lít không? Dạ có, mới gặp hôm qua nè. Có nghe nó nói vụ tiền bạc gì không? Dạ có. Mà nó than với con là chú Chính không có cho nó mượn tiền mà ăn. Nó tính đi mượn nợ á, mà không ai cho cái tính qua mượn chú Hai á. Trời đất ơi, tao làm gì có số tiền lớn cho nó mượn. Ai biết đâu, nó đi mượn giáp sống cùng làng hết trơn rồi. Cái thằng đó nghe tao nói lãng hoạn á, dính vô cái bọn mà cho vay ăn lời cắt cổ đó, rồi mệt nữa đó. Đó 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 đó, con cũng nói nó y chang vậy á. Mà nó quyết tâm lắm, nó nói một hai là nó phải làm cho bằng được luôn á. Thằng đó từ hồi xưa tới giờ hồi không có công ăn việc làm cũng mệt với nó, bây giờ có công ăn việc làm cũng mệt với nó luôn. Được chưa Tèo? Dạ xong rồi nè. Kỹ ta, con có bu ghi gậu nó còn lửa á, con sao không chạy trời? Con bị cái gì sao không chạy được? Mày coi cho kỹ coi, nó không bị cái gì làm sao mà nó không nổ máy? Con coi kỹ lắm rồi á, sao nó bị gì kỹ ta? Thiệt chứ? Thôi khỏi sửa nữa thợ quốc tế ơi. Sao vậy? Cái xe hết xăng rồi kìa, bây giờ em đi. Thánh thần ơi trời, xe hết xăng rồi chú Hai kia con sửa, làm nãy giờ cắm đầu cắm cổ sửa cũng chết luôn. Mày á, mày đi ăn học sửa xe chứ gì? Thợ sửa xe mà lỡ tao nhìn cái bình xăng của nó còn xăng hay không? Câu này đáng lý phải nói với mày cò á. Chạy xe gì mà không để ý xăng cổ gì hết trơn à, vậy mà hư xe hư. Mày á, tao lỡ tao phải coi cho nó kỹ rồi tao mới sửa cho biết hư chỗ nào mày mở rồi mày sửa. Mày giống như bác sĩ mà tao bị giò này mày đem mổ giò này vậy đó. Ai biết đâu tưởng bị hư thiệt. Thôi sẵn xe đó, nhảy đi mua cho nó lít xăng gì đổ vô đi, chiều nó còn đi về nữa. Đúng rồi ha, vậy thôi chú Hai ở đây coi chừng xe nha. Chú Hai đừng đi đâu nha, con đi mua xăng cái. Nhà tao thở đây chứ đi đâu. Quên. Thôi đi mua xăng nha, đừng la lớn người ta làm mất uy tín con nha. Bất giỡn gì đâu thiệt, shop này có mấy thằng mà không có thằng nào mà nó thân thằng nào. Ủa cái mặt bằng này đâu mà đẹp quá vậy chú ba? Của con cháu chú trên chợ á, nó đang có ý định cho thuê khoảng 200-300 mét vuông gì đó. Ôi mặt tiền đâu đẹp quá trời luôn. Dạ. Chú nói nhiều thì bây giờ hỏi mày nói 200-300 mét gì đó. Bớt xuống xíu được không? Một xíu thôi phải không? Là khoảng nhiêu? 20-30 mét vậy. Trời, mày bớt cả khúc cả xào mà kêu bằng thiếu. 200-300 mét thành 20-30 mét chút xíu sao mở giữa. Bây giờ nè, con ưng bụng rồi thì nói, để chú ba nói với nó cháu chú thôi, nó sẽ bớt cho con mở giữa chứ mà 20-30 mét là không có làm được, bay với vợ mày ngồi là hết rồi đó. Con cũng ưng lắm. Mà có cái không ưng. Cái nào? Hay quá ha. Cũng cái lửa đó đó, họ nói cho cố vô rồi là chút quớt à. Thì đó, bữa nói chi cho cố. Đúng là há miệng mắt quai. Làm sao vậy? Tía con không chịu đầu tư rồi. Năn nỉ hoài luôn mà trời, nói tới là chửi, điện tới là la con à. Vậy hả? Vậy là tan giấc mộng đồ bàn ha. Không, không cho con vẫn làm. Bây giờ không có tiền đầu tư lớn thì con tìm cách con đầu tư nhỏ. Lấy ngắn nuôi dài. Dạ. Vậy thì bây giờ là cái mặt bằng này sao? Giờ chú nói cháu chú á, có ai mướn thì cho mướn trước đi. Còn nếu đợi con thì 5-7 năm nữa con có tiền con mướn. Trời đất ơi, đợi 5-7 năm gánh quá. Vậy thôi. Tưởng có kèo thơm bây giờ gặp kèo gió thôi. Chú ba làm cò hả? Vậy sao nói cháu chú ba? Cò chích cấm núm gì cũng phải làm chứ, cháu chứ hai bên tao nói qua nói lại thì cũng phải có chút đỉnh để trà lá chứ bay.
Dạ bác hai. Bác hai gọi con qua đây có chi không bác hai? Ngồi đi. Ông nghe nói tía mày la mày dữ lắm phải không? Tía còn chửi con xối xả luôn bác hai. Chắc nó cũng lo cho mày, sợ mày nôn nóng rồi thất bại, la rề với thôi, chứ chửi gì. Trung Quy á, là tía con không có tin tưởng con. Tao cũng nghe nói mày chạy đầu này đầu kia mượn nợ dữ lắm phải không? Mà không có đó gì. Dạ giờ chưa biết làm sao giờ bác hai. Tía con không giúp thì con tự tìm cách thôi. Tao nói trước đó nghe, làm gì thì làm, chứ đừng có dính vô cái tụi mà cho vay nặng lãi đó. Giống như bác gái mày kỳ trước đó mày nhớ không? Là có nước bán nhà luôn đó, chứ không phải chơi với tụi nó đâu. Thì chứ giờ con cũng không biết làm sao nữa. Cái này là sao bác hai? Tao cho mày mượn tiền làm ăn đó. Cái gì? Bác hai cho con mượn tiền? Ừ. Mày nhớ làm ăn cho đàng hoàng nha. Dạ dạ dạ. Trời, cảm ơn bác hai nhiều lắm. Người sinh con ra là cha mẹ, người giúp đỡ đời con. Câu đó quen lắm, tao thuộc lòng luôn rồi. Nói câu khác đi. Nhớ làm ăn rồi trả vốn lại cho tao là được rồi, không có lấy lãi lấy lời gì cho mẹ. Dạ dạ, con hứa con sẽ không bao giờ phụ lòng bác hai hết á. Trời ơi. Giờ có tiền rồi đó, kế hoạch mày làm ăn ra sao nói tao nghe coi. Bây giờ con có tiền rồi, con sẽ thuê mặt bằng, con mở vựa tôm, nói là phải làm liền cho nóng bác hai. Ờ thôi vậy đi đi. Nói lại cho nó cẩn thận. Rồi. Đội ơn bác hai. Trời ơi, quý nhân. Chúc thành công nha. Dạ. Thấy cũng tội nghiệp, cũng ham làm ăn lắm. Trà Âu Long ta đó, mày uống sao mà như trâu uống nước bìa vậy? Ai chịu nổi, ba lít. Dạ em mời bác hai. Mày uống luôn đi. Sao mà kiếm cái mặt bằng khó dữ bác hai? Khó đâu mà khó, mặt bằng thì thiếu gì. Mà chỗ nào mày cũng chê hết, sao không có được. Chứ hét giá trên trời không sao không chê được. Thì mất tiền ngoài lỗ thì giá nó phải cao chứ, kinh doanh mà. Nhưng mà thuê cái giá đó là mới mốt rồi, mình làm không có lời. Giờ bác hai kiếm cái mặt bằng nào mà quen quen hay cái gì đó giới thiệu con đi bác hai. Ráng nhớ ha. Để tao nhớ rồi. À, coi. Ở đâu bác hai? Có chỗ này ta cho thuê mặt bằng này em nè. Chỉ con đi. Bây giờ mày đi qua chợ khoảng chừng 200m. Qua chợ 200m. Gặp cái ngã ba, quẹo phải. Quẹo phải. Chạy vô khoảng 100m. Chạy vô 100m. Gặp cái ngã tư. Gặp cái ngã tư. Quẹo trái. Quẹo trái. Chạy khoảng chừng 20m nữa. Quẹo phải. Phải. Quẹo phải khoảng chừng 10m. Tới chưa bác hai? Gặp xe nước mía. Tới rồi phải không bác hai? Gặp xe nước mía hỏi anh ta có chỗ nào thuê mặt bằng, rồi anh ta chỉ cho. Thôi đi, cái mặt bằng gì đâu mà quằn mèo nghe thôi đó, chóng mặt rồi lấy gì đi, lấy gì làm ăn trời. Trời đất ơi, ngoài mặt tiền thì mày che mắt. Thì phải vô tuốt trong rừng mới có mặt bằng mà rẻ chứ. Thôi vậy để từ từ kiếm đi bác hai ơi. Làm ăn mà tính kiểu mày chết rồi. Riêng tôi vốn không có chấp mà chân bị tù tôi có lời về đâu. Tôi chỉ mong cho chú chân được tự do an phận. Phận à. Trời ơi. Sao đó?
Đi ngoài đường mà nghe chú ba hát, con tưởng đâu nhà chú ba bắt chương trình tài tử không à. Vậy đó hả? Hay thiệt. Mình định đầm lộ lắm nha. Nhưng mà này, qua đây chú có gì không? Uống trà đi con. Trời, có mới kiếm chú ba chứ. Vậy hả? Gì? Cái hôm bữa con nhờ chú ba cho con coi mấy cái mặt bằng á. Giờ còn không chú ba? À, cái mặt bằng của con cháu chú trên chợ mà nó phải thích vậy hả? Đúng rồi, cái mặt bằng đẹp hết sức. Nó tao muốn rồi. Lúc đó bay nói đợi 5-7 năm dễ gì. Dễ gì trên chợ mà 5-7 năm được. Cho nó muốn rồi. Cái bữa đó là con chưa có tiền. À, bây giờ có rồi tức thiệt trời. Bây giờ có rồi mới muốn phải không? Dạ. Rồi ai biết ngứa đầu gãi mới nói vậy với lẹ làng chứ mới làm vậy sao được. Rồi bây giờ sao? Chú ba. Gì? Bây giờ á, chú ba đi coi vòng vòng á, ngắm nghía giùm con có cái mặt bằng nào đẹp đẹp hả? Mà giá mềm mềm nha. À, chú ba giới thiệu con. Ừ, hả? Tại con mới ra nghề vốn còn mỏng lắm. Bây giờ cái ý của con là bây giờ muốn là ngon bổ rẻ phải không? Dạ. Mới ra gàng phải không? Ừ. Rồi chú ba hiểu ý rồi. Chú ba tầm sát cho. Tìm được rồi chú ba sẽ kết nối cho hai bên thương lượng nha, giá cả chú ba giúp cho. Trời, được vậy là cảm ơn chú ba nhiều lắm á. Ừ. Dạ, có gì á con gửi cà phê cho chú ba. Thôi tao giỡn chơi với con cháu mở mà bước đầu ra làm ăn mà tiền bạc cái gì mà cà phê. Thì ý con là đâu có tiền bạc gì đâu. Con mua cà phê con gửi cho chú. Trời. Thì hôm bữa chú ba nói thích uống trà, uống cà phê, uống rượu gì đó. Mày hiểu nghĩa y vậy luôn hả? Dạ. Trời. Cái thằng này nó ghê dữ lắm. Rồi đây nay mai hả, nó sẽ giật hết mối của chú. Nhưng nó giật của con cho chú coi. Trăm người bán, vạn người mua. Không có thằng Ba Lít này cũng có người khác thôi. Nhưng mà thằng này á, nó giật không ạ? Ờ dạ đúng. Tôi Ba Lít thu mua tôm đây. Dạ. À, tôi nghe nói á, là anh đang kiếm cái mặt bằng. Tôi có nè. Ôi phải rồi. À mà chị, phải chú Ba Đời giới thiệu phải không? Chú Ba Đời hả? Đúng rồi. Tôi có soạn sẵn cái hợp đồng rồi. Cậu xem rồi ký giùm tôi nha. Chèn ơi, bà chủ cho thuê mặt bằng chuyên nghiệp, công nhận bằng ăn cái gì cũng mau lẹ hết ha. Tôi cũng quen rồi. Dạ. Ủa, có sao không cậu? Chị ơi, chị có đánh máy nhầm không? Sao đây chị cho thuê tới 5 năm? À, không phải đâu. Tại tôi thấy cậu thật thà, cho nên tôi muốn kéo dài hợp đồng với cậu như vậy đó. Chứ không có ai mà chịu ký một cái hợp đồng mà dài hạn kiểu này đâu. Dạ, thường thì người ta chỉ cho 1 năm thôi. Rồi cái sang năm sau người ta nói điện nước lên giá, hay thấy em mà bằng ăn được cái người ta lấy lại. Thì đó, tôi đâu có ưa kiểu đó đâu. Dạ. Tôi thấy lên giá hoài cũng tội nghiệp người ta nữa chứ. Chủ yếu là cái uy tín với nhau thôi. Cậu làm ăn lên thì tôi cũng được tiền. Tôi nói có đúng không? Dạ đúng, dạ đúng. Dạ. Vậy bây giờ em ký hả chị? À, cậu ký đi. Dạ. Dạ, tại vì người sinh con ra là cha mẹ, người cứu vớt. Thôi, câu này cũ lắm rồi. Giờ làm ăn mới rồi, kiếm câu mới học đi. Mày bí sĩ vậy? Mày giữa sao vậy? Mấy bữa nay ế nhẹ à, không biết làm sao nữa. Ủa sao kỳ vậy? Ba con đã biết mày mở giữa không? Dạ biết. Con thông báo hết rồi. Chẳng những qua vậy cũng gọi cho từng người luôn. Có chuyện ta không hay đó, người ta ngồi nhà ta chờ mày tới nhà ta cân đó. Nhưng mà con thông báo là có giữa. Sao không ai ra giữa bán tôm cho con hết trơn? Kỳ vậy ta? Ba Linh! Ba Linh! Chú hai Ba Linh! Trời đất ơi! Mày chạy đi đâu mình như nở dí vậy tao? Quan trọng hơn nở dí luôn chú hai! Cái gì mà quan trọng? Mày kiếm tao làm gì? Tao điều tra giùm mày rồi. Mày biết sao mà mày bị ế không? Sao? Tại vì á, bên giữa ông Tâm ông thu giá cao hơn.
cho nên bà con cô bác người ta bu qua bển, người ta bán qua bển. Đặc biệt nha, ông đừng có đi vận động bà con là bán cho ông Tâm, chứ đừng có bán cho bà Lít á. Trời đất ơi, mà nó mua cao hơn bà Lít mà cao hơn bao nhiêu? Cao hơn nhiều lắm luôn chú. Mà ngộ một cái nha, ông mua giá cao của bà con mà ông bán lại cho công ty giá rẻ. Làm ăn gì kỳ vậy? Làm ăn kiểu đó chẳng khác nào quăng tiền ra cửa sổ à. Thì đó, con nghe nói là bây giờ ông chịu lỗ để mà ông ép chết bà Lít luôn á. Làm ăn gì kỳ cục vậy ta? Ê, ê, bà Lít, bà Lít. Mày bị sao vậy? Chết con rồi bác hai ơi. Ông Tâm, ông tiền nhiều lắm, con đấu không lại ổng. Mày bình tĩnh đi. Giặc tiếng ta lùi, giặc lùi ta tiến. Đúng rồi. Nhưng mà con sợ. Giờ bao nhiêu vốn liếng bác hai đưa cho con, tiền của bác hai con lấy đầu tư, lỡ không thành công biết tiền đâu con trả cho bác hai nữa. Không sao đâu, tiền đó không phải của tao. Của ai? Tía mày á. Tía mày không tin mày, sợ mày ý y, cho nên ông nhờ tao đứng ra cho mày mượn đó. Chết rồi, phải tiền của bác hai từ từ trả. Tiền của tía con giờ chắc tao bỏ nhà đi, tao qua tao ở với bác hai luôn á. Thôi đi mày qua mày ở với tao đó. Tao chết chứ không phải mày chết đâu. Dạ. Cậu cư tới đây có chuyện gì không? Dạ chị ngồi đi. Chuyện gì thì nói nhanh đi nha, tôi còn đi công chuyện nữa đó. Dạ thú thật là mấy hôm nay á, em làm ăn kinh doanh không có ổn. Vậy sao? Dạ. Nên Dạ em định trả lại cái mặt bằng á chị. Được thôi. Hả? Dạ, em cảm ơn chị. Trời ơi chị ơi, thật tình là em cũng muốn thuê lắm, nhưng mà giờ làm ăn không được. Chị đừng có buồn em nha. Trả mặt bằng á thì mất cọc á nha. Dạ. Em chịu mất cọc. Thà vậy, chứ bây giờ tháng nào cũng đóng bù lỗ vô á, chắc em chết luôn á. Rồi còn bồi thường thêm hợp đồng này nữa. Dạ. Chứ không có cái bấy nhiêu đó là xong đâu. Cái gì? Cậu xem kỹ hợp đồng đi. Cái gì? Quỷ hợp đồng bồi thường 5 năm. Trời ơi, hồi lúc ký đâu có. Cậu nói chuyện ngược ngạo à. Hồi đưa ký á, tôi kêu cậu đọc kỹ rồi. Cậu không thấy là tại cậu, chứ không phải tại tôi nha. Sao mà vô lý dữ vậy? Thuận mua vừa bán thôi cậu. Nếu vô lý á thì cậu đừng có ký. Ai ép cậu đâu. Bây giờ cậu ký rồi thì không có nói nhiều, chính theo hợp đồng mà làm. Sao chị không đi ăn cướp luôn đi? Ăn cướp để vô tù hả? Tôi nói cho cậu nghe, tôi giàu chứ tôi không có khùng. Hợp đồng là giấy trắng mực đen, chữ ký của hai bên có rồi nha. Chị đừng có ép người quá đáng nha. Hèn chi chị mới bắt tôi ký 5 năm. Chị lừa đảo hả? Thôi đi, đừng có nói nhiều nữa, vô ích thôi. Túm lại, hủy hợp đồng thì bồi thường, còn có tiền thì đóng tiếp đi. Vậy nha, suy nghĩ kỹ thì... Cái gì? Chưa có nói hết mà. Ui, cái gì này? Bồi thường cái gì? Ở lại đứng đây nói nè. Ui tao qua đây gặp mày có chuyện nè. Chuyện gì? Mày á, mày nói với cháu mày một tiếng. Mày nói sao đâu mày nói. Chứ tao thấy á, nó ép bà Lít quá coi không có được. Ủa? Cháu em ở xứ Sào Lá này nhóc hết trơn, anh nói đứa cháu nào? Nói em mới biết chứ. Nó làm hợp đồng cho ông bà Lít thuê miếng đất để mở giữa 5 năm đó. Tưởng đâu ăn nên làm ra không nói. Bây giờ làm ăn không được, bây giờ trả lại nó. Nó bắt thằng bà Lít phải đền hợp đồng 5 năm. Tiền đâu đền? Đã làm ăn lỗ lã rồi tiền đâu đền? Quỷ thần ơi, hồi nãy giờ anh hai nói đầu đuôi em mà biết được em chết bất đắc kỳ tử luôn đó. Không biết cái gì chuyện này luôn, không liên quan gì tới em hết. Ủa sao nó nói cháu mày giới thiệu không hả? Trước đây á em có làm mai cái mặt bằng của thằng cháu em cho bà Lít thiệt, nhưng mà nó không có chịu cái mặt bằng đó. Còn cái mà cho thuê sau này 5 năm đền gì đó là em hoàn toàn không có quyền biết gì hết. Không có cháu gì em đây hết.
Mày nói thiệt đó hả? Dạ thiệt. Anh hai mà có thương ba lít thương em á thì anh đi xác minh lại đi. Rồi xong đời ba lít nữa. Sao vậy anh? Bị ăn quả lừa nữa rồi. Trời ơi. Chú hai. Gì? Nãy con mới chạy ngang cái vựa tôm của ba lít á, không có buôn bán gì hết trơn á. Trời đất ơi, tới nay chưa mở cửa nữa hả? Chưa luôn. Chắc bị lừa quá nặng rồi khủng hoảng chứ gì. Điện thoại nó thử coi. Ờ, quên ha. Chết rồi. Nó khóa máy rồi chú hai ơi. Chạy qua nhà nó thử coi. Dạ. Chú hai, chú hai. Tới luôn rồi kìa chú hai ơi. Ủa phải mày không bơi lít? Làm gì mặt mày đầu cổ như cái chuồng heo vậy mày? Ổn không mày? Con nghe lời bác hai, đóng cửa tịnh tâm để nghĩ cách. Mà sao nghĩ hoài nghĩ không ra bác hai? Mày suy nghĩ nữa đi, từ từ nó ra. Làm gì gấp vậy? Nghĩ mà tức. Không hiểu sao người ta lại hại con. Con mà chết thì bên đó cũng bị tổn thất. Vậy hại con chi gì không biết. Mày qua mày hỏi nó. Nó hãm hại mày đó. Mày hỏi tao sao tao biết được trả lời với mày. Mà ngộ thiệt nha. Mấy người đó làm như dư tiền lắm vậy á. Hại người ta làm chi. Làm liền đi, làm liền đi. Đi làm liền đi. Dạ dạ dạ. Đi. Khoan. Trước khi đi đó, mày về mày cạo râu rồi, đầu cổ chải xịt keo rồi lên quần áo ăn bận cho nó chỉnh tề, tao mới hợp tác với mày chứ. Chứ mày te tua kiểu này ai dám. Đúng rồi, làm cái gì cũng phải có bộ mặt hết. Đó, đúng rồi. Trời đất, cũng có nón này nữa, không có cái nón nào mới hơn hả? À, thì chừng nào con thành công con sẽ bỏ. Cái này gọn hơn cái kia. Ừ, ừ. Đi nhanh quá đi, để ta đợi. Yên tâm, yên tâm. Ủa bà chủ, hổng đầy bà lít nó đóng tiền mặt bằng đầy đủ không? Không thiếu một cắt nữa. Mà còn đóng đúng ngày nữa kìa. Kỳ ta. Có cái chuyện này kỳ hơn nữa nè. Kỳ này nó đóng là nó vui vẻ lắm. Chứ không có phải là thiểu nã như mấy lần trước đâu. Cả tháng trời không mở tiệm buôn bán mà vui vẻ đóng tiền nhà. Cái này thấy lạ nha. Thì vậy. Cái này con nghi là nó đang gồng nữa chú ơi. Không bao lâu nữa, để cho coi. Nó gồng đâu tôi không biết nha. Chứ tôi là gồng hết nổi vậy đó. Hổm giờ thu mua vô thì giá cao, bán lại công ty thì giá thấp. Tính là chờ cho thằng ba lít nó ngủm tôi mới hồi giá lại. Ai về đâu gần 2 tháng nay rồi nó vẫn im re. À, chú nói con mới nhớ nha. Mấy hôm nay thằng Tèo á nó hay đem tôm của nó bán cho chú phải không? Ừ đó. Ê, có khi nào tụi nó liên kết với nhau? Rồi 796. Rồi 968. Anh gửi em 970 luôn. Cảm ơn Út Mót nha. Dạ. Bữa nào nói ba có tôm đem ra đây bán đó nha. Dạ. Ủa ba lít. Ui bác hai. Hôm nay mua bán rồi được không mày? Dạ được. Lên ngồi chơi bác hai. Nè nè nè, mới mua một thùng luôn. Bé Út Mót mới mang ra bán nè. Ngon quá trời luôn. À, được tươi quá. Dạ dạ. Bác hai, tôm thẻ chân trắng luôn bác hai. Ừ. Dạ. Ui, bác hai. Đứng đây đi. Để con đi con kêu cà phê cho bác hai uống. Thôi, cà phê cà pháo gì mày ơi. Vậy ngồi ngồi đi bác hai.
Ủa bác hai, ra kiếm con có chuyện gì không? Ra kiếm mày, có mày rảnh á, vô nhà tao cân tôm. Ui, đã vậy? Bác hai mới bắt tôm hả? Bởi cò đang bắt trong á. Dạ dạ, để đi, con muối cái này xong con ốp đá rồi con chạy vô liền. Lẹ, để nó xúc đầu hết á. Dạ dạ dạ. Bà Linh ơi, bà Linh, bà Linh ơi. Ủa, chú hai. Gì? Chú qua đây chi vậy? Ra kêu bà Linh vô nhà tao cân tôm. Ôi dạ. Ừ. Rồi mày qua đây chi? Qua câu của mày buôn bán sao nè? Chú hai, có cái chuyện này quan trọng con quên kể chú. Mày từ đó tới giờ toàn là chuyện quan trọng, không có cái chuyện nào nó vừa vừa hay là nó nhỏ sao quan trọng không à? Miễn nghe tiếng xe nó chạy tới cái là quan trọng không à? Không không chú hai, cái chuyện này quan trọng thiệt. Chuyện gì? Cho mướn mặt bằng cái chỗ này nè, một phe với ông Tâm á. Kể nó chứ, mắc mớ gì phải sợ nó. Sao tỉnh bơ à? Mình là người chiến bại, bây giờ trở thành là người chiến thắng, mắc cái gì phải sợ nó. Chính xác. Ờ, bác hai, mới gọi con sáng luôn nè, nói làm hợp đồng lại đi, một năm thôi, đừng có làm 5 năm lâu quá. Dễ gì mà con chịu, 5 năm giá rẻ, ngu gì mình ký lại, đúng không bác hai? Hay quá mày ơi. Bởi người ta nói nghe, qua cơn bỉ cực là tới ngày đi Thái Lan. Đã qua cơn bỉ cực, tới hồi Thái Lan. Bởi vì mày á, biết thì thưa thì thốt, không biết thì giữ cột nghe. Kệ tao mày, giờ muốn đi đâu cũng được chân á, miễn là giờ mình thành công là được rồi. Chính xác. Giờ bên đó hết cứ dám chơi cái chiêu mà liện tiền qua cửa sổ rồi. Bây giờ thách nó liện đó, liện nhiêu ta hứng hết nhiêu cho mày coi. Ở đây, đúng rồi, nè, liện nhiều hứng thì hốt về, hứng hốt về. Hai đứa nghe bác hai dặn nè, cái khó nó ló ra cái khôn. Mình phải tận dụng những cái mình có, biến thua thành thắng, biến không thành có. Mình phải vươn lên trong xã hội này, nhớ không? Dạ. Hay quá chú hai. Quá hay. Mấy thằng đực này trốn mất tiêu luôn rồi. Bày đặt bày mưu tính kế là mình lỗ sặc máu luôn. Bực mình thiệt. Ôi, muốn gì nữa đây? Mà tôi nói trước nha, số tiền đó với tôi không là cái gì đâu. Không cần phải qua đây lên mặt nha. Dạ, anh á hiểu lầm rồi. Em qua đây á là muốn nói chuyện với anh. Nói chuyện gì? Em với anh á không có ăn quán gì hết. Em biết là ông Đực, ông muốn phá em nên á mới lợi dụng anh thôi. Em cũng biết thương trường như chiến trường, ra làm ăn á là phải cạnh tranh. Nhưng mà thay vì mình suy nghĩ cách hãm hại thì á mình hãy suy nghĩ cách để làm giàu, đúng không anh? Tức là sao? Ông nói thẳng ra luôn đi. Dạ, ý em là mình cứ cạnh tranh công bằng. Dựa anh làm, dựa em mua. Trời ơi, em mới ra nghề còn non tay lắm, còn phải học hỏi ông anh nhiều lắm. À, dạ. 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 Ôi, bao nhiêu năm con là đứa trẻ không nguồn không cội, chùa Thiên Nhai là nơi con nương tựa cuộc đời. Thánh Tần ơi, thầy giáo đi xuất cảnh lên thành phố bao nhiêu năm rồi mới khứ hồi về ăn chùm khế ngọt ăn. Biết sao được chú ba, con cái nó có công việc ở trên đó, nó muốn mình lên mình ở với nó. Dạ. Chứ nói thiệt, bao năm xa quê tôi cũng nhớ dữ lắm. Dạ, cũng không dám hỏi thầy, lên trên đó thầy cũng dạy học luôn hen. Ừ, thì lúc đầu tôi cũng dạy học. Dạ. Chứ không dạy biết làm gì. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì về hưu rồi. Dạ. Nhiều lúc cũng nhớ nghề dữ lắm. Dạ. Ừ, thằng Đạt Lóng này sao rồi? Dạ, cũng khoe thầy là con em và nó cũng có nhà, có cửa, nghề nghiệp ổn định ở trên thành phố luôn đó. À, nè, học trò của tôi mà là học trò giỏi á nha, ngoan nhất lớp à. Dạ. À, kỳ này thầy Minh về là có công chuyện gì hay là chỉ thăm quê thôi? Ừ, cũng lâu rồi, tự nhiên nhớ quê nên về thăm thôi. Ừ. Ta nói già hay hoài niệm. Rồi, thầy mày uống trà đi. Chú ba ơi. Ê, bố con. Thưa chú ba, bố qua. Ờ, chào người lớn con.
Ủa thầy Tú. Dạ. Tuấn Tú đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ thầy khỏe hả thầy? Ừ thầy khỏe. Thầy ơi, bao nhiêu năm qua con vẫn muốn gặp lại thầy để nói lời cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Mày sao vậy? Thầy trò mà nói chuyện ơn nghĩa coi như đó là nghĩa vụ của thầy. Nếu như mà không có thầy á thì con không có ngày hôm nay. Năm nay á là năm cuối cấp, nhưng em Tướng Tú học hành sa sút quá, nhất là cái môn văn điểm rất kém. Cứ tình hình này thì tôi sợ em không thi tốt nghiệp được. Mong cô dạy kèm thêm cho cháu á, tại vì tôi không có học được cao, có dạy cháu tôi cũng không biết dạy như thế nào á cô. Nhưng có vẻ em không có chịu học, tôi cũng đành chịu. Vì vậy hôm nay á, tôi đến đây gặp phụ huynh để nói rõ tình trạng này, mong phụ huynh nhắc nhở em thêm. Dạ. Sao vậy con? Con học hành cái kiểu gì mà cô giáo tới tận nhà mắng dốt vậy con? Mệt quá, con muốn học nữa. Con không học thì con làm cái gì? Thì con đi làm. Con đi làm kiếm tiền. Con muốn kiếm tiền thì cũng phải học hành đến nơi đến chốn rồi mới kiếm tiền được chứ. Mẹ ơi, con thấy có nhiều người á học xong á cuối cùng cũng có làm được cái gì đâu. Con đừng có so sánh với người này người nọ được không? Mẹ không cần biết. Mẹ chỉ biết là nuôi con đến tầng tuổi này, mong con ăn học tới nơi tới chốn, để sau này còn lo tương lai của con nữa. Mẹ đâu phải sống đời với con được. Nghe mẹ nói nè, ở xóm trên á có thầy Minh dạy rất là hay. Để mẹ đến gặp thầy Minh xin dạy kèm cho con nha. Con nói là con không học nữa mà, mệt mẹ quá. Mẹ cũng nói là mẹ quyết định rồi, không có nói nhiều nữa. Bực thiệt chứ, học hoài. Tình hình của cháu nó như vậy đấy. Yeah. Thì là thầy biết rồi, có gì thầy giúp đỡ dùm ha. Dạ yeah, thì như chị cũng đã biết đó, từ hồi trước tới bây giờ ở ngoài giờ lên lớp em chưa hề dạy cho bất kỳ một học sinh nào học thêm hết trơn á. Nhưng mà thực tình là bữa nay ngưỡng mộ cô hết sức. Ngày xưa khi còn dạy học cô cũng dạy, bây giờ về hưu cô vẫn quan tâm đến những học sinh yếu kém. Thôi thì em xin nhận để thứ nhất là tỏ tấm lòng của em ngưỡng mộ cô. Hơn nữa là Tuấn Tú chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi, mà nếu bây giờ mình không có sự chuẩn bị để ôn lại kiến thức cho em nó thu thập cho tốt á thì khó mà có đậu đại học được. Thôi em sẽ cố gắng nha cô. Cảm ơn thầy. Tuấn Tú nè, cô Mai đây là đồng nghiệp cũ của thầy đó. Bữa nay là cô ta Mai tới đây là gửi gắm cho thầy. Thầy sẽ cố gắng hỗ trợ cho em, nhưng cái chính á là em phải nỗ lực học tập để đạt kết quả tốt nghe chưa. Có bài sớm làm giáo viên mà thiệt, nói đủ tròn để cho mẹ mình nghe theo. Giờ thêm ông thầy này nữa, dám cá học chắc được 2-3 ngày rồi cũng nghỉ thôi. Thưa thầy, con mới tới. Ờ, con ngồi đi chờ thầy một chút. Chúng ta bắt đầu học nha. Dạ. Con buồn ngủ hả? Dạ, không biết sao mỗi lần mà nhắc tới môn văn là con buồn ngủ à. Nếu như con thật sự buồn ngủ á thì con cứ lên giạc nằm ngủ đi.
hả? Thầy nói thiệt hả thầy? Bây giờ con đang buồn ngủ thì làm sao mà học được? Chỉ bằng con cứ ngủ đi, khi nào tỉnh táo rồi mình sẽ học. Cái này là thầy nói nha, chứ con không có đòi ngủ đâu đó. Con học hành sao rồi? Con học cái gì đâu. Con nói gì kỳ vậy? Không học là sao? Mẹ bị người ta dụ rồi đó. Đóng tiền xong lại con ngủ thôi. Vậy là hôm nay không có học gì hết luôn á hả? Trời, con nói thiệt mà, có học cái gì đâu. Con ngủ dậy xong á, thầy nhờ con chép giùm mấy bài thơ, xong rồi con đi về thôi. Sao kỳ vậy ta? Mẹ nghe nói á, thầy Minh dạy rất là giỏi, có tâm mà còn yêu học trò nữa. Thầy làm như vậy á, chắc chắn là thầy có ý của thầy đó. Con cứ đi học tiếp cho mẹ đi. Nè, cái này là mẹ nói nha. Mai mốt mà con thi rớt á, mẹ đừng có đổi thừa cho con. Con không biết gì đâu. À, nè, đi đâu nữa vậy? Con đi chơi chút về. Cái thằng này. Thầy ơi, ủa thầy đâu rồi ta? Kệ, không có cũng không sao. Chào thầy. Bữa nay thầy cho lớp làm kiểm tra cho nên thầy phải chấm bài. Nhưng mà thầy mới đọc có 2-3 bài thầy bị qua mắt. Bây giờ con đọc cho thầy nghe rồi thầy chấm ha. Con đọc hả thầy? Ừ. Dạ. Bài thơ Việt Bắc Tố Hữu. Mình về mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Mình về mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Tiếng ai tha thiết bên cồn, bâng khuâng trong dạ. Bồn tròn bước đi, áo chàm đưa buổi phân ly. Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Mình đi có nhớ những ngày, mưa nguồn suối lũ, những mây cùng mù. Mình về có nhớ chiến khu, miếng cơm chấm muối, mối thù nặng dai. Mình về rừng núi nhớ ai, trám bùi để rụng, mang mai để già. Mình đi có nhớ những nhà, hát hiu lau xám, đậm đà lòng son. Mình về còn nhớ núi non, nhớ khi kháng Nhật, thuở còn diệt binh. Mình đi mình có nhớ thôi, mình thôi. Dạ sao thầy? Bữa nay mình học tới đây đủ rồi, mình nghỉ ha. Nghỉ sớm như thầy đang học mà. À, thôi ngưng được rồi. Bữa nay thầy có công chuyện. Trời ơi tiếc quá. Tự nhiên bữa nay con thấy con ham học văn ghê mà tự nhiên thầy nghỉ sớm có công chuyện. Vậy thôi, con về. Trả cho thầy. Khoan đã. Dạ. Cái gì vậy thầy? Tí xíu nữa là con đạp nát viên phấn của thầy rồi. Trời ơi, thầy làm con hết hồn. Thì nát viên này thì mình mua viên khác. Với người khác thì có thể nó chỉ là một viên phấn. Đối với những người làm công việc trồng người thì phấn là một vật vô giá. Trời,
có nhiều phấn thôi, nói gì mà nhức đầu vậy trời. Thôi con về được rồi đó. Dạ. Có hộp phấn thôi mà cũng quý, triết lý này kia nọ nghe bắt mệt. Bây giờ không có phấn, thử coi thầy dạy bằng cái gì. Tuấn Tú tới rồi đó hả? Dạ. Thưa thầy, con mới tới. Ừ. Bữa nay mình tiếp tục đọc bài kiểm tra giống như ngày hôm qua ha. Đọc nữa hả thầy? Đây. Xong rồi, con về nha thầy. Ừ. Thầy nghe nói là mắt mèo ngứa lắm, nhưng cho tới ngày hôm qua thì thầy mới biết được cái cảm giác đó. Ngứa thiệt. Dạ, con về thầy. Tú nè, nếu như con thích phấn thì con cứ cầm hộp phấn trên bàn nha. Dạ, dạ thôi. Dạ, thầy uống thêm trà. Dạ. Tú, ra bài biểu con. Mẹ nghe thầy Minh nói hết rồi. Dạ. Con chịu khó như vậy á là mẹ mừng lắm. Mẹ nghe thầy nói á là con có đọc bài kiểm tra giúp thầy nữa đúng không? Dạ. Thôi, cũng trễ rồi, tôi xin phép về. Khi nào rảnh thầy ghé chơi. Dạ, chào chị. Mai nhớ tới học nha. Dạ. Mẹ mẹ. Ừ? Thầy nói có nhiêu đó thôi hả mẹ? Ờ, thầy nói đó nhiêu đó thôi. Đi đâu vậy mẹ? Mẹ đi thăm thầy Minh. Ủa, thầy bị gì mà đi thăm mẹ? Cái thắng xe thầy bị hư cho nên thầy bị tai nạn á. Bây giờ mẹ vô bệnh viện thăm thầy Minh liền nha. À mà nè, cơm với canh á mẹ nấu sẵn trong nhà rồi, con tự ăn đi nha. Mẹ đi á. Mình chỉ phá cho vui thôi, chứ đâu có ý hại thầy đâu.
Tương tu tới đó hả? Dạ thầy, mẹ con gửi. Mẹ con khách sáo quá. Về nói với mẹ là cho thầy gửi lời cảm ơn. Thầy cũng xin lỗi con vì hai tuần qua thầy không có dạy được. Thầy đừng có cảm ơn con mà thầy. Thôi, vô đi. Từ từ. Hôm nay thầy trò mình bắt đầu lại ha. Dạ. Bài kiểm tra đâu thầy? Hôm nay thì thầy không có bài kiểm tra. Nhưng thầy có một cái bài này. Thầy muốn con đọc rồi cho thầy biết ý kiến. Dạ. Con đọc xong rồi thầy. Rồi, bây giờ đọc xong thì theo con, tại sao từ hồi xưa tới bây giờ đó, cái vai trò của người phụ nữ luôn luôn bị coi thấp hơn vậy nè? Suy nghĩ được là con sẽ mua cái gì tặng cho thầy cô. Mẹ gợi ý cho con cái gì đi mẹ. Hay là con mua hoa tặng cho thầy đi. Hoa hả? Không được đâu, hoa sến lắm. Mẹ nghĩ á, món quà tặng cho thầy đó là thể hiện tấm lòng của con, cho nên cái món quà đó như thế nào cũng là lòng biết ơn của con đối với thầy rồi, có gì đâu mà sến. Thôi thôi, con thấy sến lắm. Thầy có nhà không thầy? Em ơi, anh kính thầy Minh hả? Dạ. Thầy Minh đi Sài Gòn rồi. Anh có biết chừng nào thầy về không anh? Thầy không về ở đâu, thầy ở anh chở với con luôn rồi. Dạ, em cảm ơn anh. Thầy dạy con mà thầy không có la mắng, thầy cũng không có ép con học, nhưng mà cái cách dạy của thầy đã khiến con thay đổi. Con thích môn văn lúc nào con cũng không biết nữa. Nói chung á, tôi dạy biết bao nhiêu học trò, tính hết đứa nào sao á, tôi biết hết. Đây á, tuy là phá phách nhưng mà không phải không hiểu chuyện nghe, chỉ là nhận thức sai mà thôi. Mà muốn hướng con nó về đúng cái ngã rẽ cho chính xác á, thì không thể dùng đòn roi mắng chửi mà phải dùng tình yêu thương. Dạ. Dạ. Nhưng mà con vẫn luôn áy náy vì lâu nay con không gặp được trực tiếp thầy để báo cho thầy biết con thi đậu rồi. Chà, biết con có thành tựu thầy vui lắm, coi như là không uổng công dạy dỗ của thầy. Dạ.
Chúc thầy Minh lên đường thượng lộ bình an. Cảm ơn chú ba nhiều lắm nghe. Phải chi thầy ở đây được lâu hơn một chút, cái là tôi dẫn thầy đi tham quan hết vòng quanh cái xẻo lá mình. Xẻo lá mình bây giờ tăng tiến bộ lắm, không phải như hồi xưa đâu. Tôi có thấy bà con mình bây giờ không còn cơ cực như ngày xưa nữa. Ta nói nhà cửa ai nấy cũng đều khang trang hết. Thiệt tình, thấy quê hương mình đổi mới như vậy tôi vui lắm. Thôi, tôi về. Thầy, chạy nó qua kìa. Dạ, con lo tìm cái này nên con tới trễ. Con gửi thầy. Sao lại tặng quà cho thầy? Đây là món quà năm xưa. Con tính biếu thầy, đến bây giờ mới có cơ hội gặp lại thầy. Thầy mở ra coi, thích không thầy? Mở ra. Phấn trắng hả? Con còn nhớ thầy từng nói, phấn là con thuyền dẫn lối tri thức, và đối với nghề giáo nó là một vật vô giá. Thầy chỉ dạy con một thời gian rất ngắn, không ngờ con vẫn nhớ từng lời nói của thầy. Dù cho thầy có dạy con một ngày, một giờ hoặc là một chữ, thầy vẫn là thầy của con. Con chúc thầy thượng lộ bình an, thầy giữ gìn sức khỏe cho thầy. Khi nào có dịp con sẽ lên thăm thầy. Thầy đi nghe. Ủa, giờ sao tự nhiên chưa đi chợ nữa? Để quét xong cái nhà đi, chứ lại cũng còn sớm. Quét nhà sạch cái đã, rủi có khách tới cái nhìn nhà dơ người ta cười cho. Nè, một lát đi chợ đó nhớ mua giùm tôi đôi dép nha, nay nó mòn gót rồi. Trời ơi, ông mang dép gì đâu mà như ăn gỏi vậy? Tôi nhớ hình như là tôi mới mua cho ông hồi tháng rồi mà. Bà ngộ quá. Mua dép thì phải mang, thì mang nó phải mòn, chứ phải tôi kẹp nách tôi đi đâu mà biểu còn nguyên. Đâu, mòn sao đưa coi coi. Đó nè, đó bà thấy không? Đó, cái đó bà thấy không? Mỏng dánh nè, thấy chưa? Trời đất ơi. Cái gì vậy? Gì đây vậy? Sao ông mang đôi dép dơ vô nhà? Trời đất ơi, có gì cũng làm hết rồi, tưởng đâu nhà trái không bằng. Về mà dơ gì? Trời đất ơi, vậy mà không dơ nữa. Ông coi kìa, đất cát nó dính tèm lem ở trong. Bộ ông tưởng tôi quét nhà không mệt chắc? Thôi tôi biết rồi, mới mốt tôi không mang vô nhà nữa được chưa? Tôi đi uống cà phê nghe. Một lát bà đi chợ đó, nhớ khóa cửa cẩn thận. Lúc này đó của bà hay quên quá à. Nhớ rồi. Ừ. Ở đây nè, nói vậy thì không chịu lột đôi dép ra mang đi luôn vậy đó hả? Lỡ rồi, tôi mang ra ngoài có mang vô đâu mà sợ. Khó quá trời đất luôn. Bà mà già xíu không biết ai ở nổi với bà luôn. Cha dạy dịch mua thuốc mà, mua thuốc cho heo nè, thuốc trừ sâu. Anh ở ngoài xóm á mới mở lớp dạy tiếng Anh, em đi học nghe. Lâu rồi mới được đi học á, em nôn nao sao á. Đi học đi, chi nhà cửa để anh lo cho. Thì đó. Cảm ơn anh, em đi nha. Em lên lớp á, sáng nghe thì cô dạy, cái nào không hiểu thì về hỏi. Thôi, không hiểu thì hỏi thầy cô, rồi về chỉ lại cho anh biết. Em nhớ rồi. Thôi em đi học nha, kéo trễ. Đi đi. Chưa bị chửi rồi. Trời đất, sáng giờ chưa đi chợ sao ngồi con nói hoài vậy?
thì cũng tính đi nè, nhưng mà để đợi quét cái nhà cái rồi đi. Quét nhà? Ờ. Giỏi hen. Trời, tôi giỏi lâu rồi bộ ông mới biết hả? Ủa, đang nói bỏ đâu hả? Thì đi xuống nhà sau lấy chổi làm quét nhà. Mới nghe khen giỏi tính lấy chổi quét nữa. Ủa, từ sáng giờ tôi ở không có quét đâu mà ông nói tôi quét nữa giống nữa. À, hiểu rồi ha. Quét đi, tôi ra tôi mận chuyện xuống ha. Ừ. Chà, hôm nay bày đặt làm chuyện bí hiểm nữa. Nè, dép tôi nó mòn rồi, có bà mua dép mới nha. Trời ơi, ông Tư! Gì vậy? Sao mà ông mang cái đôi dép vô em vô nhà vậy? Tôi đã nói với ông hồi sáng rồi. Bộ ông tưởng tôi quét nhà ông mệt sao mà cứ dậm cát đất vô nhà hoài vậy ông Tư? Cái vấn đề là ở chỗ đó. Hồi sáng bà quét nhà tôi cũng mang dép vô nhà thì bà cũng chửi tôi. Nhớ không? Nhớ rồi. Ủa, tại sao có cái chuyện quét nhà có một công chuyện thôi mà bà mừng tới mừng lui hoài vậy bà Tư? Ồ, thì tại tôi quên mà. Những người á mà hay quên như bà, người ta gọi là não cá vàng đó. Nói chút xíu á là quên tuốt luốt hết à. Thôi kệ đi. Vậy á cũng đâu có ảnh hưởng tới ai đâu mà sợ. Ừ, bắt quá rồi. Con chuyện á tôi cứ làm tới làm lui hoài, nó hơi cực chút xíu thôi ha. Ờ. Ừ. À, thôi, nếu nói vậy á để tôi đi chợ ha. Ừ, đi chợ đi. Chứ bà ngồi chút xíu nữa bà xách chỗ quét nữa đó. Coi nhà tôi đi nghe không? Ừ. Bơm không cho mượn bơm cái tía. Ờ, có, vô đi con. Dạ. Có. Dạ. Nè, người ta cho tía đó, mà để lâu quá tía biết xài được không? Cô đang bơm thử coi. Dạ, nghĩ chắc được mà tía. Má, má đi chợ về má. Ừ, mấy con. Dạ. Mới qua chơi hả con? Dạ, con qua mượn cái ông bơm. Ủa, bà, bữa nay bà cho ăn cơm với gì vậy? Ừ, bữa nay á tôi cho ăn cơm với cái món gà nấu canh chua lá giang. Chà, ngon à. Ủa, lá giang đâu sao thấy cãi không vậy? Gà đâu? Trời đất ơi, sao vậy? Chết, bỏ quên ngoài chợ rồi. Trời đất ơi, riết là bà lãng phí thì ghê luôn á. Mua đồ bỏ quên ngoài chợ được nữa. Thôi, thôi để tôi dẹp cái vỏ xuống bếp. Ông kia bẫy cò chở tôi ra chợ giùm, để lấy câu còn nha. Hết ý kiến luôn. Bẫy cò ơi. Dạ. Chở má ra chợ lấy đồ giùm á, má bỏ quên ngoài chợ rồi. Dạ. Ủa, chìa khóa để đâu rồi ta? Thiệt tình luôn á, nãy giờ biết chìa khóa để đâu kiếm hoài không ra luôn á tía má. Nhớ kỹ đi, coi 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 để tầm bậy tầm bạ đâu không? Con đâu có để tầm bậy tầm bạ. Hồi nãy con vô á là để chìa khóa trên ổ khóa xe luôn á. Trời ơi, ông thấy nó gan ghê ha. Nó dám để chìa khóa trong xe luôn, rửa mất xe làm sao không biết nữa. Có khi nào ông trộm lấy cái chìa khóa xe không? Ông này, ông nói gì mà nghe được. Nếu mà đã ăn trộm lấy á thì nó lấy nguyên chiếc xe luôn. Lấy gì cái chìa khóa? Dạ đúng rồi. Ờ. Ừ. Má, giờ không có chìa khóa rồi, sao có xe chở má đi chợ?
bay á, bởi vì cho vừa cái tật hậu đậu. Má cất cho bay rồi. Đó. Trời, nãy giờ bà cất hả? Chứ làm sao? Nhà có khách chứ sao mà có xe dựng đây? À, hình như xe có 7 cò mà. Trời đất, chìa khóa xe ghim trong đây luôn. Rồi ăn trộm lấy thì sao không biết nữa. Thôi, cất cho chắc ăn đi, khỏi sợ mất xe. Trời, má không nói là làm nãy giờ con kiếm quá trời. Rồi, lấy ra cho nhỏ đi đi, đi. Gì vậy? Sao má? Cất ở đâu rồi ta? Trời đất ơi, hồi nãy má đi vô á, má xách cái vỏ rau này kia, má có bỏ cho vô cái vỏ đó không? Trời đất ơi, không, không có bỏ cho cái vỏ rau. Có kỹ coi có lận lưng quần không? Trời ơi, lận đâu mà lận, ai mà lận gì quá cho lưng quần kỳ vậy? Bảy cò, ông đi kiếm phụ tôi coi, lẹ lên coi. Mà má để đeo đâu rồi con mới được kiếm. Trời ơi, nếu mà nhớ má lấy rồi thì đi phụ má lẹ lên kiếm coi. Hết nói nổi luôn, cái chìa khóa giờ để đâu cũng không biết, kiếm cùng hết cũng không thấy luôn. Nè, bà nhớ kỹ rồi coi, bà để đâu, nhớ không? Nhớ. Rồi để đâu? Quên rồi. Trời ơi, nãy giờ lục tung lên trơn, kiếm tất cả mọi nơi không có, giờ sao giờ? Nghĩ cũng ngộ, con nhận cuộc đời mình sang thiệt chứ. Bận đi, đi xe máy, lúc về thì đi xe, mà xe hăng cải, sang thiệt chứ. Mày là thứ duy nhất còn lại, nếu mà mất mày chắc tao đi bộ luôn quá. Vô cho chắc. Má, con về lấy chìa khóa xe cua nè, bây giờ con với má đi chợ. Khỏi. Ủa? Đây. Ủa, kiếm đâu rồi tiếp? Lúc này á nha, tôi thấy cái tình trạng mà cái đầu của bà á hay quên á, còn hơi bị nặng rồi đó nha. Như vậy á, tôi thấy nó cũng vui vui không? Trời đất ơi, cô ấy đi khám đi cho vui, cái giống gì mà vui. Bây giờ mà mất cái chìa khóa đó ha, còn có chìa khóa xe dự phòng á. Ha, rồi mai mốt á là mất cái chìa khóa nhà đó, ăn trộm mình lụm được rồi đó ha. Nó vô nó dọn sạch, không còn cái quần áo mà mặc luôn. Thôi, ông yên tâm đi, tôi có mua thuốc bổ não tôi uống. Hả? Có hả? Để tôi lấy cho ông coi. Tôi uống mỗi ngày mà. Trời ơi, có thuốc bổ não luôn. À, ông Tư ơi. Có rồi ông Tư ơi. Có rồi. Nè, có chìa khóa rồi nè. Tôi để cho ông vào thuốc bổ não. Trời ơi, linh thiệt ha. Lấy hộp thuốc có cái chìa khóa liền ha. Thuốc bổ não của bà nè. Tôi kệ tôi đi, tại tôi quên mà. Ordinary.
Finance. Anh, con ngủ rồi hả? Ngủ lâu rồi, anh cũng làm chắc cũng được 2 giấc rồi đó. Em học xong chưa? Đi vô ngủ đi. Em còn 2 phần nữa để em ráng. Tại vì mai có giáo viên nước ngoài dạy nè, nên thôi làm nốt cho xong. Cô tranh thủ học rồi vô ngủ, mai còn dậy học sớm nữa chưa? Em biết rồi. Đi đi. Em ơi, em dậy chưa vậy? Để em ngủ miếng nữa đi, em buồn ngủ quá à. Kiểu này là thức khuya học bài rồi nè. Thôi, để vô ảnh nhỏ, qua gửi tí má còn đi làm nữa. Nè, con về bến, mận gì mận đi. Để nhóc đi, tí lo cho, đi đi. Dạ, cảm ơn tí. Dạ thưa má. Má cho con gửi nhỏ ở đây nha. Ủa? Rồi con nhái đâu mà con gửi nhỏ qua đây? Dạ, vợ con ở nhà mà chút ngồi chuẩn bị đi học Anh Văn. Rồi nó học xong cái khóa này chưa? Dạ, vợ con học cũng sắp xong rồi má. Ừ, thôi, vậy bây về bển, bây làm gì bây làm đi. Để nhóc này má coi cho. Dạ, cảm ơn má. Má ăn đi. Dạ. Ủa, coi về hả? Ừ. Ừ. Bà mới đi chợ về hả? Ừ. Mời gì mần đi. Còn nhỏ đó, để nó ngủ thêm miếng đi. Khi nào nó dậy đó, tôi đưa nó qua bên quán Diễm Hồng đó, uống cà phê. Qua bển á, cô chừng nó quậy quá, cái cô Hồng bắt đuổi 2 ông cháu ông về luôn á. Tại bà không biết, chứ bà Diễm Hồng á, bà mê con nít lắm, đuổi gì mà đuổi không biết. Ừ, mà tôi dặn ông nghe, nó còn nhỏ lắm á, ông đừng cho nó uống cà phê nghe. Cà phê đó là tôi uống, nó chỉ uống sữa thôi. Vậy thì được. Ừ. Chú Tư. Thiếm Tư ơi. Chú Tư. Thiếm Tư ơi. Ủa Tèo. Thiếm Tư. Chú Tư đi uống cà phê rồi. Ôi dạ. Ừ. Ôi, Thiếm Tư tính đi đâu cầm nón lá đâu vậy? Thiếm tính qua hàng xóm chơi chút. Dạ. Yeah. Ủa? Rồi còn bay đi đâu đây? Thiếm Tư cho con mượn đỡ 500 ngàn con mua thêm phụ tùng sửa xe được không Thiếm Tư? Mượn 500 hả? Dạ. Nè. Ủa con mượn cái Thiếm đưa liền vậy luôn hả? Thôi, nào tao vui. Vui gì vui vậy? Ê, coi vậy á mà chú Tư bay ngang biết phụ giúp vợ con lắm á. Dạ. Ừ. Sao Thiếm Tư kể nghe coi. Nay biết phụ Thiếm nè, giữ thằng cháu hoài. Ủa cũng bình thường mà đâu có gì đâu vui. Tôi kệ đi, giúp được chuyện nào thì hay chuyện đó là cũng chưa có rồi. Vậy hả? Chưa. Này chưa vui bằng cái chuyện mà mai mốt á, chú Tư giữ đứa nhỏ cái nó mến tài mến chân, cái nó đèo chú Tư luôn, lúc đó Thiếm Tư còn khỏe dữ nữa. Ủa? Mày nhắc tới nhỏ mới nhớ. Hả? Nhái này làm gì vậy kìa? Giờ này trưa trời rồi đó mà sao nó chưa có dẫn thằng nhỏ ở đây cho Thiếm giữ nữa? Chắc nó mắc công chuyện gì chứ gì, đâu Thiếm gọi nó thử coi. À. Không nghe hả? Trời ơi, sao nó không bắt máy vẫn biết nữa. Để gọi cho thằng bé coi. Sao? Trời ơi, không có đứa nào nghe máy hết. Không biết có chuyện gì không? Sao Thiếm lo quá Tèo? Không lẽ giờ chạy qua bển? Vậy hả? Vậy thôi để con sẵn xe con chở Thiếm qua bển luôn cho lẹ. Thôi.
chở tôi qua bển giùm đi coi có chuyện gì không. Dạ. Đi. Để chết. Tài ơi. Hả? Hả? À, gì? Quên. Ông Tư, ông dẫn thằng nhỏ đi uống cà phê. Qua cô Hồng rồi hồi sáng. Thiếm còn dặn ổng là đừng có cho nhỏ cà phê nữa. Bây giờ mới nhớ. Giờ... Thánh thần ơi trời thiệt chứ. Trời đất ơi. Vậy đó chú Tư nói thiếm rồi não cá vàng là đúng rồi. Thôi. Thôi vậy mình quay về đi con. Thôi về chi nữa. Còn mấy chục mét nữa tới nhà luôn rồi. Vô dòm cái nhà rồi về luôn. Ờ thôi cũng được. Thôi đi tiếp đi. Trời ơi thiệt luôn á. Thiệt tình thính tư luôn á. Đó rồi tới rồi kìa. Trời. Ủa nhà có đứa nào ở trống không mà sao cái cửa nhà mở vậy cả? Cửa mở vậy thì chắc bẫy cò ha, hay nhái gì ở trống vậy. Thím vô thím coi đi. Ừ, thôi con về trước rồi nghe. Ừ, có gì kêu tụi nó trở về cho nghe. Ừ hay con về đi. Thì dạ. Cảm ơn nghe. Dạ. Nhái ơi. Nhái ơi nhái. Có trống không nhái? Dạ má hả? Ừ má nè. Sao mà ngủ dữ vậy? Trong người có gì không? Có bị gì không? Dạ con có bị gì đâu. Ngày tối hôm qua ăn thức khuya quá, giờ dậy không nổi. Rồi bữa nay có đi học hành gì không? Dạ tôi chết rồi má ơi. Tôi chết con rồi. Cái gì? Hôm nay con có buổi học trực tiếp với giáo viên người nước ngoài. Chết rồi. Trời ơi. Vậy mà ngủ tới giờ này không chịu dậy. Làm như là còn hồi nhỏ xíu mà ở chung với má vậy. Lớn rồi mà cũng biết lo nữa. Tại tối hôm qua con ôn bài trễ quá chứ bộ. Chứ phải con mê ngủ đâu. Má không lo cho con, má còn la con nữa. Thì biết vậy á, phải cài cái báo thức chứ. Thì con có dặn anh bảy cò, anh kêu con dậy sớm rồi chứ phải. Vậy mà anh cũng kêu con nữa. Chắc thấy con ngủ ngon quá nên không nỡ kêu chứ gì. Trời ơi, may ghê á. May mà má qua kịp thời. Chứ không á hả, là con mất buổi học quan trọng với giáo viên nước ngoài rồi. Ừ, thôi gì thôi, lo đi học đi cô nương. Má, vậy thôi con đi học nha. Có gì má đi sao á, má đóng cửa lại giùm cho con. Ừ, má nhớ rồi, thôi đi học đi. Dạ, con cảm ơn má. Còn cái gì? Con của nó thì nó giao qua cho ông Tư. Phải ẩm nhỏ đi uống cà phê. Còn mình thì chắc chắc phải ở đây cầu nhà cho nó luôn rồi. Mà công nhận cái não cá vàng của mình á, vậy á mà cũng lợi hại dữ à nghe. Đó. Ông thấy không? Ông thấy tôi cũng lợi hại không? Tôi thấy đó, bà nên đi khám bệnh giùm tôi cái đi. Ha. Cái lợi hại cái gì? Bữa nay bà có lợi vậy là bà ăn may đó. Đó, đi qua bên nhà nhái, bỏ nhà nè, trong quê Trung Quốc không khóa cửa luôn. Ăn trộm mà đem xe tải lại nó chở hết đồ đi, thấy không? Rồi xong nó bứng cái nhà đi luôn, tôi với bà ra đường ở. Ừ, thì tôi cũng biết cái bệnh của tôi mà. Cho nên tôi có mua thuốc bổ não tôi uống. Tôi ráng uống thường xuyên nó sẽ hết ông à. Ừ. Ủa, rồi bà về đây, nhưng mà có khóa cửa nhà nhái lại chưa? Rồi. Mà cũng chưa chắc. Tháng này làm ăn lời lỗ làm sao đâu, bà thử ra nghe thấy ứng. Không có lỗ. Nhưng mà tôi tiếc. Tiếc tiền phải không? Tiền nó vô không có đúng ý của bà đó chứ gì. Nói thì phát ghét thiệt chứ. Ông nhìn đi. Bộ con người tôi ham tiền dữ lắm hả? Cái đó măng tự biết lấy. Hỏi tôi làm chi? Mình sống nhau mấy chục năm mà. Biết ý hết nè. Đừng hỏi rồi nói ra dài dòng lắm. Không phải,
Cái ý của tôi tiếc á là bởi vì á, mấy hôm nay nè, mấy nhóm khách nước ngoài á, cứ ghé homestay mình à, mà không có dám nhận đó, cho nên tôi tiếc. Nhận sao đương nhận? Tôi với bà có biết tiếng Tây tiếng U gì đâu mà nhận. Nhận rồi sao nói giá cả cho người ta, rồi ăn uống rồi sao? Bởi vậy hồi trước á, có thằng Tám Tàng ở nhà, mấy cái khâu đó nó lo, rồi giờ không có nó là chịu thôi chứ biết sao giờ. Thôi cái nào khó quá cho qua đi, kiếm cái nào dễ làm, có đồng nào ăn đồng nấy đi, đừng ham tiền quá không được đâu. Ông tôi thấy mấy cái homestay ở xóm trên á, trời ơi, người ta là thuê thông dịch viên đó ông. Hay mình làm vậy đi. Thông dịch viên hả? Ông bà làm gì bà làm đó, tôi giao cho bà đó, tôi không tham gia tới đó nữa đâu. Vậy để tôi nói thằng Tám Tàng nó lên mạng nó kiếm giùm mình ha, tính vậy đi chứ bỏ tiếc lắm. Điện thoại kìa, nghe đi. Nghe giùm tôi cái coi, tôi đang coi báo mà. Ông nghe đi, tôi đang tính sổ sách ông thấy hả? Đang coi cái khúc cảm xúc đấy, một con nghe điện thoại mất cảm xúc á sao? Báo mà làm như đọc chuyện trinh thám vậy. Bà này ngộ nghe, nhờ nghe điện thoại chút mà cũng cằn nhằn cử nhữ nữa. Tiền cái cười hí hí à. Alo. Trời đất ơi, nghe điện thoại làm như ma chóng hay gì á? Gì á? Người nước ngoài. Nước ngoài, nước trong gì cũng vậy chứ bà làm gì bà sợ dữ vậy? Ta cũng bằng xương, bằng thịt y như mình vậy. Ta nói tôi đâu hiểu gì đâu, trả lời. Nghĩ cũng làm dữ hết, thù quá chết. Ông hay quá à. Vậy sao nãy gọi tới, ông không chịu nghe đi, ông biểu tôi nghe. Bây giờ điện lại đi, điện cái nữa tôi nghe cho bà coi. Giỏi lắm, người ta không điện cho nên mới dám nói vậy chứ người ta điện tới coi thử dám nghe không. Điện đi. Điện đi, ông thách ai? Gọi kìa. Nghe đi. Đó, giỏi nghe đi. No. Yeah. Ok. Go. Trời ơi, ông nói cái gì vậy? Ai biết. Yeah. Came me for evening, it's okay. But I couldn't do it for much longer than one night. Yes. Hả? Okay. How many people go camping? Yeah, 4 people. Chúng yeah, mày, yeah. Yeah. Anh đâu có. Okay. Yeah. I will recommend you for xẻo lá and mua cái cây sâu. Yeah. Okay, have a good day. Thank you. Má ơi. Má. Má. Nhỏ. Cho nhỏ ngủ. Ủa, con qua rước nhỏ hả? Dạ. Bộ nhỏ ngủ hả má? Ừ, nó mới vừa ngủ á. Dạ, thôi vậy để cho nó ngủ cho nó thẳng nhất đi. Tía rồi má. Ổng đi lên trên hội khuyến nông rồi. Mà còn nhái đâu mà con qua con rước nhỏ vậy? Dạ, vợ con ở nhà nói chuyện điện thoại. Hèn chi. Từ sáng giờ má điện hoài mà không được. Con ở trong nhà con còn không nói chuyện được đó chi là má. Vậy là sao? Dạ, tại vì vợ con nguyên ngày hôm nay á nói chuyện điện thoại với bạn trong nhóm học tiếng Anh đó má, nên nguyên ngày hai vợ chồng chưa nói chuyện với nhau luôn. Chà, nhỏ xiên dữ hen. Dạ, xiên học cũng tốt, nhưng mà có điều cái má, người ngoài không biết á, nhìn vô tưởng vợ con bị khùng. Nó học cái khùng gì mà thôi, sẵn đây con coi nhà giùm má nha, với con nhỏ luôn, má chạy qua bển gặp nó chút xíu con chuyện. Dạ, dạ, má đi đi. Ôi trời, con nhái. Để nhờ nó xách về phụ mình coi. Mệt quá trời của đất à. Nhái,
giờ bé cò con tôi hết ngay. Trời đất ơi, nhỏ này nó bơi mình luôn ta, để nó không thấy mình. Trời ơi, sao cô Hồng nói đi chút xíu mà giờ này chưa chịu về nữa trời. Biết cô làm sao? Ủa cô Hồng, sao cô Hồng nói đi chút xíu nhờ con coi chừng quán, đi lâu quá trời cô mệt chết luôn à. Đi bộ phải chậm chứ sao, tính nhờ thằng Tèo chở mình đi cho nó nhanh, ai về lúc mình cần cái bận rồi chở khách. Hẹn chi lâu phải rồi, tại vì cô Hồng lăn từ đây ra chợ mà. Thằng này, tao gặp con nhái á, vợ mày ngoài chợ á, tao kêu quá trời luôn. Dạ. Nhái, vợ cò. Dạ. Con mến. Dạ. Kêu quá trời quá đất gì mà nó không nghe mày, nó bơ tao luôn, mày coi tức không chứ. Trong khi mình nặng ơi là nặng, tính nhờ nó sách phụ giùm cho mình. Ủa sao hôm nay vợ con kỳ vậy ta? Nó đeo phone hai bên đây nè. Nó vừa đi, nó vừa cười, nó vừa nói tủm tỉm cười như con khùng vậy đó. Cô Hồng thông cảm đi, tại vì vợ con đang học á. Học cái gì? Dạ học tiếng Anh. Trời ơi, đàn bà con gái có chồng có con rồi thì ở nhà giỏi, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, lo bếp núc nội trợ giỏi là được rồi, cần gì phải học hành nữa chứ. Thì tại vợ nó ở nhà buồn, với lại đi làm kiếm thêm thu nhập phụ con mà. Bởi tao nói thiệt, thời buổi giờ càng hiện đại càng đủ chuyện, càng hả sanh ra nông nổi đủ trò hết trơn á. Gặp tao á, giờ cho tao học cho có tiền tao cũng không thèm học nữa. Hỏi ai hả? Nghe mới biết chứ. Alo, tôi nghe đây. Tôi hay lúa. Cái gì? Tôi hay lúa. Hai lúa tôi. Bà nghe tôi coi. Cái gì vậy? Nghe đây. Tôi nghe sao gục vô đây chị? Ai biết đâu, tưởng nói tiếng Việt. Tôi đây. Trời đất ơi, nói sao đây, nó nói cái gì không có hiểu được cái gì chân vậy nè. Bây giờ dạ tía, má con mới qua. Đây, nghe này giùm tía. Ai, hay gì tía? Trời ơi, tiếng nó nói toàn là tiếng Tây, tiếng Mỹ gì không mà không hiểu nổi. Người nước ngoài hả? Nghe đi con. Dạ, nghe đi con. Good morning, can I help you? Of course, how long is your vacation? Okay, goodbye, see you soon. Goodbye. Sao con? Nói gì vậy con? Con báo cho tía má một tin vui. Tin gì? Tin gì vậy? Sắp tới sẽ có một đoàn người nước ngoài vô homestay của mình ở luôn á tía má. Vậy đó hả? Dạ. Chết rồi ông ơi. Hả? Ôi ơi, bây giờ một đoàn nước ngoài rồi tôi với ông làm sao? Thằng Tám Tàng nó đâu có ở nhà. Trời đất ơi, không có thằng Hàn Quốc mà tôi với bà búa thì đều muốn chết. Bây giờ nguyên đoàn sao chịu nổi? Dạ không, cái này là người ta nói tiếng Anh không à, chứ không có nói tiếng Hàn, tiếng Thái gì hết á tía má. Hay, nhái, hay bữa đó con qua con tiếp con nói chuyện với người ta giùm tía má được không? Được ạ. Bữa đó con qua con nói chuyện đi. Chứ tía má bị loãng xương, búa quá gãy tay à con. Ok tía má. Ok. This is dừa nước. Dừa nước? Yeah. Okay. Only bông điên điển. Yeah. On the design of most vinegar depend on agriculture. Yeah. What do you think of Xeo La? Xeo La is a very, very beautiful place. Yeah. I like it. And I like local food. Local food? Yeah, and local people, yeah. Just like you. some famous local food here are canh chua, bánh xèo, wow. Lẩu cua đồng. Wow. Go over there. No, be careful, it is so dangerous. I'm sorry. Yeah. Oh, no. Thank you. Oh, be careful. How about your hobby? My hobby like to go the countryside. Yeah. To enjoy and where is the place to kind of peace and remote. Yeah.
the countryside is a play great for you, and you can relax after your hard working day. I am sure that really? You are very very interesting. Really? Yeah. Oh, wow, so nice. We hope so. Yeah. So love beautiful. Anh Xui. Ủa anh Xui. Anh Xui đâu vậy? Chưa nắng lội vòng vòng tập thể dục cho nó mát chưa mà. Em cũng tập thể dục nè. Vậy đó hả? Dạ. Vậy hai xương da mình giống nhau nha. Người ta thường thường ta tập thể dục buổi sáng, buổi chiều, còn mình á là buổi trưa. Nó đừng giống ai hết á. Anh hai hả? Nghe nói là còn hai nháy á, đi qua bên hôm tay nó phụ huynh đúng không? Ừ, trời ơi, không rời nhờ nó không đó nghe. Chứ vợ chồng tôi có biết tiếng Tây, tiếng U gì đâu. Nhờ nó nói được tiếng Anh. Lâu về được mới khách. Dạ. Ừ, bạn nhỏ công nhận thông minh nha. Nó học sơ sơ thôi, mà bây giờ nó nói tiếng Anh cũng như là bẻ cây vậy trời. Trời, nó học giỏi giống em anh hai. Phải không à? Thiệt, hồi đó tại em có điều kiện học, chứ em mà có điều kiện học là em học giỏi lắm á. Đúng rồi. Dạ. Ít nháy giống nhau đúng rồi. Đánh không? Dạ, đánh. Qua nhà tôi đánh cờ chơi. Hả? Được anh hay, được. Đi. Đi dạ. We are very pleased to have you here. It's my pleasure. We hope we will meet you again. Yeah, we hope so. Yeah. Goodbye. See you again. Goodbye. Bye-bye. See you again. See you. Thank you. Thank you. Bye. 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 See you again. See you again. Họ đi vô con. À, dạ không. Bây giờ chắc con đi về với con nhỏ luôn á tí má. Ừ. Thôi để cho nó về với nhỏ đi. Dạ. Chừng nào có khách, má con kêu qua nữa nghe. Ừ. Dạ. Ừ. Về đi chứ con ở đây cũng hơi lâu rồi đó. Dạ. Vậy tí má con về nghe. Ừ. Công nhận vợ ông Bảy Cò nó giỏi thiệt chứ bà. Ờ, ông, hồi hôm á, tôi nằm tôi nghĩ. Nghĩ gì? Hôm ra giờ mình đi kiếm người thông dịch viên cho cái homestay mình làm gì? Bây giờ có con nhái nè, mình kêu nó qua làm thông dịch viên cho mình. Đó, rồi mình trả lương cho nó. Hả? Người ở trong nhà làm vẫn tốt hơn người ngoài chứ. Rồi con cái mình nó cũng có thêm thu nhập nữa. Ông thấy hay không? Bà nói cũng đúng. Xong chuyện này á, kêu vợ chồng nó qua đây cho tôi nói chuyện. Vậy nha. Ừ. Quyết định vậy đi. Diễm Hồng ơi. Woo! Diễm Hồng. Đâu rồi ta? Diễm Hồng. Woo! Có đây. Ủa? Tiếng nhái. Bậy bậy. Cái tiếng tiếng nhái này có bà tự ớt bà kêu à. Bà kêu cơ hội vậy? Không có đâu nghe. Bỏ đi ha. Rồi. Anh Tư. Ừ. Sao lâu quá không ghé quán tôi vậy? Ghé quán khác phải không? Bậy, ghé đâu? Bận quá. Bận gì dữ vậy? Tao nói lúc này đi họp bên cái vụ mà khuyến nông đồ ở tùm lum ha. Đủ thứ hết á. Ôi, dạo này hả? Tiến bộ dữ ta. Chứ sao? Mà công nhận á, con nhái nhà anh á, nó giỏi ghê nha. Trời ơi, hôm bữa nghe nói học tiếng Anh, tiếng Em vậy. Tự nhiên nó nói mày đặt tào lao, rảnh, thời buổi giờ đúng là ở không mà sanh ra nhiều chuyện. Mà bây giờ thấy có ích thiệt luôn á. Con tôi là nó có cái tầm nhìn xa, nó có cái ý chí phấn đấu, phải vậy chứ sao. Ồ, trời ơi, hôm bữa nó dẫn khách ngoại quốc tới đây á. Cái nó sổ một tràng, trời ơi, như là Tiểu Liên bắn, công nhận đã thì là đã luôn á. Ừ. Hiểu không? Không. Nhưng mà nó nói nếu như chim hót nhẹ khoái hay là khoái luôn á. Bà biết tôi đầu tư bao nhiêu cho nó không? Phải không? Tôi là cái người nhìn xa trông rộng. Ừ. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư khôn ngoan nhất. Ừ. Đúng không? Ừ. Ủa? Gì? Nhưng mà hôm bữa nghe nói là nó lấy chồng rồi. Nó mới về nó học, mà tại sao anh đầu tư hồi nào? Thì nó lấy chồng rồi nó mới học, nhưng mà tôi cũng phải khuyến khích nó này nọ rồi giữ con giùm nó cho nó học chứ, nó mới được như vậy chứ sao. Chịu khó thiệt luôn á. Ừ. Giờ uống gì nè? Coffee. Coffee là gì? Trời đất ơi, một cái quán hoành tráng vậy mà không chịu đi học tiếng Anh, chứ biết người ta. Coffee là cà phê đó, hiểu chưa? Cà phê
kêu đại cà phê. Đó giờ cái cà phê không à, phải đặt cấp phi. Rồi giờ nhiều sugar, lạnh hay hot? Ủa sugar là gì? Vậy mà kêu tiếng Anh. Sugar là đường đó. Ừ, nhiều đường. Mày đặt á, sổ tiếng Anh với tôi. Sổ với tôi sổ cho nghe nè. Mới ăn miếng rồi trả miếng à? Thứ gì đâu, hơn thua không? Có, có, tía nè, tía nè. Dạ, tía. Lại đây, ngồi 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 con, ngồi ngồi ngồi. Trời, tía ngồi ở đây con không thấy. Ủa tía, hôm nay có chuyện gì tía kêu ra đây uống cà phê vậy? Trời, có cái gì đâu, mấy bữa nay đi họp bên hội khuyến nông đó, có nhiều cái hay lắm. Tính kêu mày ra để mà phổ biến cho mày áp dụng nè. Dạ, cảm ơn tía. Giờ vậy mình tranh thủ mình nói đi tía, để con chạy về nhà nó tía. Ủa sao ạ? Dạ, về coi chuyện nhà cho vợ con đi thi cái bằng tiếng Anh, tiếng Anh thì tôi lớn tôi nhỏ gì á. Trời, trời trời trời, tiếng Anh ta nghe sang lắm mà nói tôi lớn tôi nhỏ gì nghe tới cục mệt mấy. Dạ vợ con nói nghe rồi mà cái qua cái miệng con không nhớ. Nếu mà vậy thì nói ngắn gọn xúc tích vậy nè. Bây giờ đó con nhái đó biết sao không, nó cực khổ quá, phải đáng thương yêu nó nghe con. Dạ cái mảng đó là tí yên tâm đi, con thương vợ con nhất mà. Với lại nó không có quản ngại cái chuyện mà lo cho chồng. Dạ. Thấy không, cho bên chồng. Thì bây giờ con cũng vậy, con cũng phải thương yêu nó và lo lắng cho bên tía má vợ. Hiểu không? Dạ con hiểu tía. Hồi giờ để đỡ mất thời gian, mình nói vào vấn đề chính nha tía. Ừ xong rồi đó. Ủa nãy giờ tía chưa nói cái gì về cái vụ khuyến nông luôn á. Ừ đúng rồi chưa. Từ giờ tía nói chủ yếu cái vụ đó đó. Còn vụ khuyến nông nó dài lắm. Tía nói tía nhớ không có hết đâu. Nó có ghi chép giấy ở bệnh lên. Một lát ấy, là mày qua đi. Bên có giấy tờ bên đó là tao đưa mày đọc nha. Dạ. Hôm nay vui quá, ít đi ra đường, người ta cứ hỏi cứ khen con nhái hoài, thiệt là vui ghê. Ôi xuống cái lỗ tai. Ôi vui quá đi. Tư. Ừ? Nay bộ có chuyện gì vui sao mà ngồi hát nghiêu ngao dữ vậy ta? Vui chứ sao không vui. Đi đâu ra đường cũng nghe người ta khen con nhái nhà mình hết. Trời ơi nó đã lỗ tai dễ sợ luôn. À, công nhận con nhái nhà mình á, lụi hụi mà đi học tiếng Anh coi cũng có hữu dụng ghê ông ha. Chứ sao, bà biết không, tôi nói bà nghe đó, con nhái mà nó thông minh như vậy đó, nhờ cái ren của tôi đó. Làm như có mình ông, còn tôi đâu? Bà không hiểu rồi, con gái là được thừa hưởng cái ren di truyền từ người cha, hiểu chưa? Thôi, mệt, không cãi với ông. Nè, không phải là tôi vui vì chuyện đó không đâu, mà còn chuyện khác nữa. Chuyện khác hả? Mà chuyện gì? Mấy bữa nay đó, tao nói gặp anh hai đó, anh hai có vẻ quý mình lắm, anh khen con nhái hoài hà. Thiệt không? Ừ, hôm bữa đó tao nói ngồi đánh cờ với ảnh, mà trong lúc đánh cờ đó, ảnh ngồi ảnh cứ khen trời con nhái nó giỏi này nọ, nó hỗ trợ ông trong cái chuyện mà xong dịch cho mấy người khách nước ngoài hôm tây đó. Thôi ôi, nghe đỡ lỗ mũi luôn. Phải rồi. Ảnh khen cũng đúng, con nhái nhà mình đang phụ giúp ở bển mà. Thành ra anh chị xui ở bển á, quý thương mến nó là điều kiện đương nhiên. Chứ sao? Ê chết. Dạ. Tôi đang kho cá dưới á, xuống coi cái chảo cá. Trời đất ơi, con nhiều đã quên lên xuống. Con nhái mà nó như bà đó, hư bột hư đường hết à. Wow, sao hôm nay đồ ăn ngon quá vậy má? Này là ý của tía con đó, làm á lần đãi con dâu. Còn con với má ngàn chỉ ăn ké thôi đó. Ủa có vậy luôn hả tía? Chứ sao, cái nào ra cái đó chứ. Có công á thì được thưởng, có tội á là bị trừng. Hai lúa này xưa nay vậy mà, công tội phân minh đó. Chị tính ra là vợ con có công lớn mà phải không tía? Thì có công lớn chứ, nhờ nó đó mà cái xứ Xẻo Lá mình bây giờ đó khách tây người ta tới quá trời không thấy hả. Mà quan trọng á nghe, là bây giờ tía với má không có lo nữa. Ngày xưa mà khách tây tới, tôi nói trời ơi sợ lắm, vì ba má hả múa mỏi tay luôn á. Giờ có hai nhái rồi. Tía má cứ khen con hoài, con ngại muốn chết. Thì có làm sao, tía má khen vậy thiệt mà. Tía má, hồi bữa mấy người khách ghé nhà mình á, họ về đánh giá 5 sao trên trang du lịch nữa. Wow. Họ thích xong tay mình ghê lắm. Vậy đó hả? Dạ, họ còn nói nha là họ sẽ giới thiệu bạn bè của họ ở nước ngoài. Mỗi lần mà về miền Tây là phải ghé homestay mình họ mới chịu luôn á. Trời ơi, vậy là homestay mình ngon lành rồi. Dạ. Dạ, vậy có thưởng gì cho vợ chồng con tía má? Thằng, chưa gì mà đã sợ vợ mất phần rồi. Ủa,
mà thưởng là thưởng cho hai nhái, chứ con có làm gì mà đòi thưởng. Thì con ăn theo. Hay ghê. Có hết á, sẵn có mặt đông đủ đây nè. Tôi đã ký quyết định rồi, bây giờ tôi xin công bố nè. Hai nhái phó giám đốc công ty Hai Lúa Hôm Say. Ngon lành luôn nghe con. Trời ơi, em được làm phó giám đốc rồi kìa. Trời ơi, đúng rồi. Tiền không tía. Con thấy sao? Chịu không? Dạ đồng ý chứ. Tại con cũng có ý định là đi ra ngoài đi làm, mà nay được làm ở nhà, khỏe muốn chết. Vậy ngày mai bắt đầu làm việc nha. Lương tháng cao đàng hoàng, có bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội luôn, có tiền thưởng Tết, lễ, có tiền thưởng luôn. Wow. Mà đặc biệt nha, nếu mà con sanh nở á, là có chế độ hậu sản ngon lành luôn. Cái đó má mày nói nha. Thì phải nói vậy á, con dâu á nó mới chịu đẻ, mình mới có cháu ẩm bồng chứ. Ừ. Tí tí. Gì? Còn con sao tí? Mày thôi phó giám đốc luôn đi. Quá. Phó, hai vợ chồng phó giám đốc luôn. Chồng phó giám đốc. Ủa nhưng mà con là phó giám đốc về cái khâu nào tí? Mày phó giám đốc phụ trách là ở cái khối nông nghiệp. Cái khối nông nghiệp là cái khối cây kiểng nè, cắt tỉa nè, bỏ phân rồi vô nè, gà vịt nè cho ăn nè, quét sân quét vườn. À, đúng chuyên môn của con luôn. Chuyên môn luôn rồi đó. Dạ tiếp. Ừ. Rồi còn Tám. Tám nó đi nó vắng mặt, bây giờ Phong vắng mặt cho nó luôn. Dạ. Nó cũng phó giám đốc luôn. Gì nhiều vậy? Phó giám đốc luôn. Mà làm gì tiếp? Thằng Tám thì phó giám đốc phụ trách cái khối... Khối này khó, khối ăn không ngồi rồi. Kim là tổ trưởng tổ cà nhẩm luôn. Có cái khói đó nè tiếp. Vậy còn tôi làm gì? Bà hả? Ừ. Bà là phó tổng giám đốc luôn. Phó tổng giám đốc luôn. Ừ. Má nghe nói cái gì mà tổng tổng là lớn lắm luôn nghe con nghe. Dạ. Mà tôi làm khâu nào vậy? Phó tổng giám đốc phụ trách cái khâu nhà bếp, nấu ăn, ẩm thực. À, đó là chuyên môn của tôi đó. Kim tổ trưởng tổ rửa chén. À, Kim là phụ trách là tài chánh luôn. Quái liền. Mà nãy giờ thấy phó không mà tổng đâu? Chà, câu này khó. Bà hỏi câu này khó. Thì tổng giám đốc là cái ông Nguyễn Văn Lúa, là tự là ông Hai Lúa đó, bà biết ông đó không? Đã biết, đây nè, ông ngồi đây nè. Phải không, tôi không biết. Thôi vậy à, phó giám đốc xin chúc mừng công ty Hai Lúa thành công tốt đẹp. Rồi, vô. Chúc mừng các bạn nha. Vô. Chị ơi, cái gì vậy? Chị cho tôi gửi lòng chim vào đây nha chị. Tôi từ xa mới tới, mà tôi có công chuyện gấp nữa, cho nên tôi đem theo nó không có tiện. Tôi đâu biết cậu là ai đâu. Với lại tôi đâu biết chăm ba con chim cò này. Còn không mấy chị coi có ai đây á. Được, chị bán giùm tôi luôn đi. Giá là 2 triệu. Chứ giờ tôi mang theo nó, tôi sợ nó chết á, tội nghiệp cho nó. Ở cái xẻ lá này có mấy người rành chơi chim chứ, sao tôi bán được đây? Thôi, đem đi. Chị ơi, chị cho tôi năn nỉ, tôi nói thiệt đó. Tôi cho chị 300.000 tiền hoa hồng. À, mà con chim này nè, nó cũng dễ ăn lắm. Hết đồ ăn trong lòng rồi, chị cho nó ăn chuối, ăn trái cây gì cũng được. Có gì sáng mai tôi quay lại lấy. Thôi. Lỡ nó chết, ai chịu trách nhiệm đây? Dạ, lỡ nó chết thì thôi. Chứ tôi để ở đây nó còn có cơ hội mà sống. Chứ giờ nó đi theo tôi á, nó chết chắc. Cậu làm cái gì mà cậu không lo cho nó được? Chuyện già lắm chị à. Chị cho tôi gọi nó ở đây đi. Ôi tôi đi ngang à chị. Tôi đi nha. Cảm ơn chị nhiều. Ê, cậu kia. Trời đất ơi. Tự nhiên giờ dính với ba cái chim cò này nữa. Cái quán chưa xong nữa. Chim với cò nữa. Liệt lên nó mới ra mồ hôi chứ. Dạ, vì đây mát quá trời luôn tí ơi. Ừ, không khí nông thôn này trong lạnh lắm con. Hít thở rồi vô quyết liệt coi. Trời đất ơi.
Ôi trời đất ơi, chết rồi. Dạ Tiên ơi. Trời đất ơi, có sao không? Tôi đau quá. Ôi, chảy hết rồi. Chảy mà không có cái góc này nè. Trời ơi, ba ngày nó còn đi đóng phim mà đó tía. Thôi chết rồi. Đi vô kêu má mày nấu nước muối ngậm vô. Dạ dạ. Từ từ thôi. Chim ơi chim, chim bình yên, hót nữa đi, hót nữa đi. Tôi yêu chim, tôi mến chim, vì mỗi lần chim hót tôi vui. Nè nè, ăn đi con, ăn đi con. Đè đè đè. Ăn đi, ăn đi đè. Chị ơi. Dạ. Cho tôi một ly đen đá, ít đường nha. Bỏ vào ly rượu cho đem đi đấy. À dạ dạ, để em chút. Đây, cà phê của anh đây. Ủa chị cũng chơi chim à? Trời ơi, tôi biết gì chim cò mà chơi. Của người ta gửi bán đó. À thế à, con chim này nhìn đẹp đấy. Nhìn cái đuôi kia là tuyệt vời, chim này. Này, chị bán bao nhiêu nhỉ? Anh tính mua hả? Ờ, tôi mua đấy. Người ta gửi bán 2 triệu. 2 triệu à? Thật đắt thế nhỉ? Nhìn thì thích đấy, nhưng mà hơi đắt thì chị bớt tí đi nhá. Trời ơi, có phải của tôi đâu mà bớt, của người ta gửi mà. À thế, thôi thôi được, để tôi mua nhá. Dạ. Đây, tôi thấy thích đấy, con này là được, con này chim này tốt lắm. Hót hay lắm anh ơi. Đi rồi chị. Cảm ơn anh. Tôi nói thật với chị, tôi là người vùng ngoài. Dạ. Nghe giọng nói của anh á, thì biết anh cũng là người vùng khác rồi. Tôi vào đây tôi tìm mua mật gấu ấy. Ồ. Mà chị có biết ở đây có ai bán mật gấu thì chỉ cho tôi. Tôi mua. Tôi mua được thì chị cũng có tiền cà phê thôi. Nhưng mà ở đây làm gì có mấy cái đó để mua. Không có đâu anh ơi. Không có à? Dạ. À, thôi được, chào chị đưa về nha. Dạ. Cảm ơn anh. Ông nói con chim này không phải chim bình thường. Cũng đúng. Chim quý mà bởi vậy tới 2 triệu lận. Đây, 300 của chị tiền công. Cảm ơn cậu. Có mật gấu rồi hả? Giữ đó cho tôi nha. Tôi cho người qua lấy liền. Vậy ha. Ủa, cậu là người ở vùng nào á? Có mật gấu vậy? Tôi có thằng em trai ở Tây Nguyên. Thỉnh thoảng mấy thằng bạn của nó xem bán được ít đồ, gửi xuống đây cho tôi bán. Quán chị rộng mà sao vắng khách quá vậy? Không mấy tôi với chị hợp tác làm ăn đi. Thì tôi gửi hàng cho chị bán thường xuyên. Chị có thêm thu nhập, đúng không? Nhưng mà mấy cái hàng của cậu á, tôi thấy đây dân nó có chuộng. Chị ơi, chưa gặp phải người thôi. Mà đúng người cần mua rồi, bao nhiêu họ cũng mua, họ mua cái rộp liền à. Mà tôi nói chị nghe nè, hàng của tôi là hàng xịn, không phải hàng nhái. Hàng nguyên chất 100% á chị. Xịn như ly cà phê của chị nè. Thôi được rồi, bây giờ á, cậu đem xuống đây tôi bán thử cho. Nhưng mà hên xui nha. Sao hên xui hoài vậy chị? Vậy để tôi gọi người nhà làm tới nha. Chứ nhà tôi xa lắm, tôi về đó không có tiện. Cậu ở đâu xa tới đây mà tự nhiên sắp chim xuống đây làm chi vậy? Rồi hả, không có giữ được mà đi gửi cho tôi rồi nhờ tôi bán giùm. Rảnh thiệt. Tôi tính mua chim về chơi. Vừa mua xong thì có điện thoại nhắn tin là bạn tôi bệnh, nên tôi tức tốc chạy bệnh viện thăm nó coi ra sao, nên tôi không tiện đem theo nó. Vậy thôi tôi đi nha. Có gì tôi mang hàng tới cho chị sao?
cái người này nói vấn đề này xem mình nghe nó mơ hồ quá ta. Đó giờ mình đâu có biết về ba cái vụ mật gấu này. Không biết có làm được không. Nhưng mà quán mình á ế ẩm. Hay là mình bán thử coi sao. Mình đâu có tốn vốn gì. Giờ ổng đem tới, mình bán được thì mình lấy tiền, còn không bán được thì thôi, mình cũng đâu bỏ vốn gì đâu. Có chí làm quan, có gan mới làm giàu. Làm thử coi sao. Ủa, con Hồng. Ủa, Thắng Tà. Bữa nay quá không bán thì con Hồng đi đâu vậy? Con Hồng đi công chuyện chút. Mày muốn mua gì hả? Con tính qua mua cà phê cho tía con. Mà con không bán thì thôi, con qua quán khác con mua. Trời ơi, mày về đợi tao chút xíu đi, tao về liền hả? Đi con chút mà. Nhanh không? Ê, cái chân mày làm sao bầm tím ghê vậy? Quýnh lộn hả? Đánh lộn cái gì con Hồng? Qua con tập thể dục, con té hồi nãy vô cục đá đó, giờ chân nó sưng bầm nhức muốn chết luôn. Trời ơi, cái này á là bị ngoài da thôi, nhưng mà nó bị bầm lắm rồi, chứng tỏ là nó bị không có thông. Hả? Ê, cái này mày mua mật gấu bôi vô tan liền nó bầm, hay lắm. Mật gấu trị mấy này là hay, là nội thương là hay lắm á. Thiệt hả? Trời ơi, chứ mày không nghe cái câu người ta nói à... Cái câu gì mà mới học được hả ta? Thông. Thông, không có thống. Là sao? À, thông bất thống. À, thống bất thông. À, có nghĩa là nó thông thì nó không có đau. Mà khi nó đau, có nghĩa là nó không có thông. Cho nên mày bôi mật gấu vô nó thông liền, tan liền. Trời ơi, cô có rạch này gì mặt gấu không mà cô nói gì đúng rồi vậy? Mệt mày quá à. Mày lên mạng mày tra mày coi hỏi coi. Mày sao hả thanh niên mà không biết coi bả vụ đó hết trơn. Tao hả tao còn rành hơn mày nữa. Mày thiệt á. Thì con cũng nghe nói là mặt gấu tốt dữ lắm. Ừ. Nhưng mà trời ơi, con thanh niên mới lớn rồi mạnh ù ù luôn à. Có gì đến nổi đâu mà phải tìm hiểu tới mặt gấu làm chi con. Nhưng mà bây giờ biết rồi đó. Mày mua về mày bôi liền đi, giờ nó mau tan cái xong cái hết bệnh cái đi đóng phim nữa. Mật gấu ở đâu? Ai bán? Cô không có, còn bán cho. Hả? Bây giờ cô bắt đầu chuyển qua kinh doanh tới mật gấu luôn rồi hả? Trời đất ơi, cô phải tìm hiểu nguồn gốc lấy mật gấu ở đâu đó nha. Lấy bậy bạ mật gấu giả là chết người đó. Mày yên tâm đi, tao bao xài luôn. Đây, 5 hũ mật gấu, tôi đưa cho chị nè. Nếu chị bán hết số hàng này á, tôi sẽ gửi chị 2 triệu đồng tiền hoa hồng. Mà nếu người ta mua lẻ đó thì chị bán cho tôi là 4 triệu một cái là ngang. Mà nếu người ta mua hết số hàng một lúc luôn thì chị bán cho tôi là 19,5 triệu, vậy là được rồi. Biết rồi. Bữa có người hỏi mua mà đâu có hàng, tôi đâu dám hứa. Vậy hả chị? Người ta mua nhiều không chị? Một người á thì mua một ống, còn cái người kia thì hên xui không biết có quay lại không nữa. Tại tôi đâu có ngờ có hàng đâu. Vậy chúc chị mua may bán đắt nha. Biết được có duyên, chiều nay người ta ghé lại uống cà phê của chị hay sao? Tôi bán giùm thôi đó. Hên xui rồi nha. Cà phê ngon quá. Thôi tôi đi nghe. Biết vậy, hôm bữa xin số điện thoại của cái ông muốn mua mật gấu này. Tía. Trời Phật ơi, cái chân bữa nay sao rồi? Dạ, cũng đỡ nhiều rồi tía. Mà chân cẳng vậy, 3 ngày nữa sao đi quay phim? Tía đừng có lo, con mới mua mật gấu về xài á, nghe nói công dụng của nó tốt dữ lắm. Mật gấu đâu mà mua? Cô Diễm Hồng bán á tía. Trời
Trời đất ơi, bà không có lấy đâu ra mà gấu qua bán cho con? À, cổ nói á, là cái đó cổ bán giùm cháu cổ trên rừng gì đem xuống á. Nghe nói là mật gấu thiên nhiên, công dụng nó tốt dữ lắm. Bà này bà nói sao đâu á mà. Ủa tôi tính đi đâu vậy? Đi qua hỏi bà Hồng có mật gấu đâu bà có. Mật gấu bây giờ đâu phải dễ kiếm đâu, người ta đang cấm mà. Cái vụ này á, đáng lý ra tôi đi qua đây hồi sáng lận, nhưng mà tôi có khách tôi ở lại, tôi tranh thủ vấn này tôi qua gặp cô nè, tôi hỏi cho ra lẽ. Dạ. Cái này bao nhiêu tiền? Dạ 4 triệu anh hai. Sao mắc dữ vậy? Trời ơi anh hai ơi, đồ tốt phải mắc chứ, nhưng mà mình dùng ít lắm, mỗi lần á mình xài xíu à, nhiều khi á cả năm á xài cũng hết nữa đó. 4 triệu mà thằng Tám nó dám mua đó hả? Trời ơi thằng Tám tàn á, nó mua là phải rồi, nó đi đóng phim mà là nó bị thương làm sao. Em nghe nói đâu á nó đóng phim hành động không á. Anh yên tâm đi, em nè của thằng cháu của em á, nó ở trên Tây Nguyên á, ở tuốt ở trong rừng, ở tuốt ở trên núi luôn á, nó đem xuống cho em bán, bảo đảm hàng thiệt. Cô ở dưới này mà cô làm gì có thằng cháu ở tuốt trên núi, mà nào giờ có nghe cô nhắc tới thằng cháu này đâu. Thằng cháu của em á, nó bị thất lạc lâu lắm rồi. Cháu thất lạc lâu ngày gặp lại. Dạ. Cái điệp khúc này nghe quen quá à. Nè Tiết, đi coi thử cái Tiết. Ba cái mật này mà mày khăng khăng là mật thiệt, chất đáo chất để vô, chân mày kìa càng ngày càng bầm tím kìa, có hết đâu. Để tao thử tao coi cho mày sáng mắt ra nha. Trời đất ơi, mật gấu gì mà nghe mùi mùi heo không vậy? Có nghe mùi gấu miếng nào đâu. Tám ơi là Tám, mày hửi đi Tám. Mày hửi đi, nghe cái mùi heo không à? Đó, mật heo đó chứ mật gấu gì. Không lẽ cô Hồng mới bán mật giả hả Tiết? Trời ơi, chứ mật thiệt ở đâu bà Hồng mới có Tám? Hả? Mật gấu thiệt ở đâu? Bây giờ nhà nước người ta cấm nuôi gấu lấy mật nè, cấm cái sừng con tê giác nè, ở đâu có đó. Người ta đã thử nghiệm rồi, nó đã không có hiệu quả. Cô bác cái tuổi mua bán này nè, nó thổi phồng lên nói thế này thế khác, mày nghe lời mày mua đó mà chét vô đó có hết đâu. Thì bữa đầu á con đem về á thì con sức lên thì nó cũng nhẹ được chút xíu á Tía. Tám ơi là Tám, đây nè, nó lấy cái mật heo phải không, rồi nó pha với ba cái thuốc giảm đau vô, rồi mày sức vô bữa đầu thì nó nhẹ đó, nó giảm đau đó. Rồi mày càng sức vô nó càng tím kìa, mày càng sức nó càng tím kìa, mày thấy không? Ủa, đúng rồi Tía. Sao nó sưng sưng ở đây nè Tía ơi? Sưng chứ, sưng sưng cái gì? Trời ơi, chết rồi. Hèn chi càng sức sao nó càng sưng mà nó bầm lên nữa. Ủa, Tía tính đi đâu vậy? Tao đi qua bà Hồng nữa, tao điều tra con bà lấy ba cái mật gấu giả này ở đâu, thấy không? Rồi tao báo công an, chừng này tao cho bà tới số. Xong mày quá trời luôn. Ủa bị gì mà khóc nức nở quá vậy? Này tay này nè. À, bán mật gấu đó hả? Nhưng mà không sao đâu, mới bán có người à, mới bán cho thằng Tám không à. Chỗ quen biết, tôi đâu có nói gì đâu. Biết à, mai mốt tránh được rồi, con cháu gì đồng ác nhân thất đức. Anh mới biết chuyện đó con nữa à. Còn nữa, anh chưa có biết. Tại em ngu quá mà còn tham nữa, nên mất hết mười mấy triệu rồi. Mất mười mấy triệu của em, thiên hà ngỡ của em. Là sao? Vậy nè. Mm-hmm.
Chào chị, cho ly cà phê đen đá đi. Ôi, may quá anh ơi. May gì nhỉ? Anh ơi, phải hôm bữa anh muốn mua mật gấu đúng không? Chị có thật à? Dạ. Mua chứ, mà có nhiều ít? Ừ, có 4 ống. 4 ống à? Sao ít thế? Thực sự là tôi có 5 ống lận. Nhưng mà tôi bán cho người quen hết 1 ống rồi. Cho nên bây giờ còn có 4 ống à. Anh mua đỡ đi, khi nào cần á tôi lấy tiếp cho. À, mà chị vào thì lấy cho tôi xem thử, kiểm tra tí nhá. Coi là thật hay giả nhé, bây giờ mật gấu nó kinh nha. Chút nha. À, ok. Đây nè anh. Ơi, đây là mật gấu rừng nguyên chất, hàng rất là có giá trị. 4 ống này chị bán cho tôi 30 triệu nhá. Chị ít không bán à? Không, bán hết luôn đó anh. Anh mua đi anh. Dạ. Được, tôi mua nhá. Tôi đi vội không mang được, không mang tiền nhiều. Không sao đâu, anh về lấy đi, tôi giữ hàng cho anh rồi mai nữa quay lại lấy. Không, bây giờ thế này, tôi đặt cọc cho chị 1 triệu nhá, rồi tôi sẽ viết giấy nợ cho chị. Chị giữ lại mật gấu cho tôi, tôi quay về nhà tôi lấy tiền quay lại mua nhá. Nhà tôi xa lắm, nãy thì vô tình có việc đi ngang đi ghé vào thôi. Suy nghĩ gì đây, ngày mai nếu tôi không đến thì 1 triệu này của chị, còn nếu tôi đến mà chị không có hàng cho tôi thì chị phải để tôi 30 triệu đấy nhá. Ôi, suy nghĩ gì nữa, hàng chị còn cầm trong tay đấy cơ mà. Ừ, cũng được. Chị bán được số hàng đó chưa? Được rồi. Vậy tiền đâu? Đưa liền cho tôi đi. Nhanh lên. Gọi uống cà phê chút bà. Sao chị? Khách mới đặt cọc à. Tôi gọi điện rồi, ta nói chiều người ta đem tiền tới rồi người ta lấy hàng luôn. Vậy là chị chưa bán được số hàng đó. Là chị trả lại hàng cho tôi đi. Có chỗ mới cũng hỏi tôi đang cần tiền. Tiền cũng cần bản gấp. Không được. Giờ mà đưa mật gấu là chiều mất tiêu 28 triệu tiền bồi thường. Chị ơi, vậy chị mua số hàng hết luôn đi. Chiều nay chị bán lại cho người ta. Rồi tiền huê hồng á, tôi đến trả cho chị đầy đủ mà. Cũng có lý. Chiều lại, nó không có hàng mình mất 30. Giờ mua lại có 19 triệu hơn, còn có tiền công. Chiều nó ghé mua, mình cũng lời được 10 triệu. Lời quá rồi. Chị ơi, chị suy nghĩ gì mà lâu quá vậy? Không bán được thì trả hàng cho tôi đi, tôi cần đi gấp. Được, tôi mua. Là đâu phải con cháu gì của cô phải không? Lúc đầu cô nói con cháu lâu ngày gặp lại mà tôi thấy mua bán cái này kia nọ là tôi nghi rồi. Anh ơi, bác ơi rồi. Bác ơi của em rồi. Giờ sao giờ? Đi báo chính quyền đi. Báo rồi. Đó, lần này rút kinh nghiệm nha, lần sau chừa đó. Không phân biệt cái hàng nào hàng thiệt, hàng nào hàng giả thì đừng có lấy về bán. Hai nữa là cái này nhà nước người ta đang cấm nè. Khách người ta mua đó, tiền mất tật mang, phải không? Chưa tới chính quyền người ta phát hiện được đó, là cô cũng không có yên đâu.
Anh hai. Ủa, cô Hồng mới tới hả? Dạ. Cô uống nước cô. Dạ. Nước đi, đâu đây? Dạ. Cảm ơn anh. Sao, qua đây có chuyện gì không? Em qua em gửi cái tiền mật giả cho thằng Thánh Tàng. Bắt được cái bọn lừa đảo rồi hả? Dạ, bắt được rồi. Bởi vì em mới có tiền gửi trả cho nó đó. Bởi vì tôi nói cô, cái bọn lừa đảo bây giờ nó tinh vi lắm nha. Nó hay vô cái nông thôn này nè. Nó thấy bà con nông dân mình á, thật thà chân chất. Nó lừa gạt đủ thứ chuyện hết trơn. Như cô á, cô đã bị lừa đảo rồi. Bây giờ cô rút kinh nghiệm. Rồi đi đâu đó gặp bà con mình thông báo cho bà con mình biết. Để người ta tránh. Dạ, em biết rồi. Cũng may á, bắt được chứ thiệt á, em mất tiền này em không biết lấy tiền đâu rồi, xoay sở vẻ hàng họ buôn bán nữa. Lời lớn đâu có nhiều anh biết rồi đó. Bởi vì cái tụi này nó ác lắm. Dạ. Không biết bà con nông dân mình đâu có tiền nhiều đâu. Người có nhiêu tiền nó lừa đảo người ta hết tiền. Khổ. Uống nước đi. Dạ. Rút kinh nghiệm nha. Cảm ơn anh hai.